trận hình, không hiểu gì còn đi làm bậy, các người là muốn tề quốc bị diệt phong. Bây giờ đại quân của song phương lâm vào thế rằng co, quân ta khó có thể công phá phòng tuyến của đối phương, đối phương cũng sợ hãi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao phẩm đang đợi thay đổi, chỉ cần tề quốc ta xuất hiện nội loạn một lần là xong. Sao ta lại không phải đang đợi thay đổi chứ, ta cũng muốn một lần là xong chứ. Cửu thánh đã chết hai, phiêu miểu các đại loạn, thiên hạ kịch biến, dấu hiệu đã rõ ràng, tình thế nổi lên sóng gió, tất sẽ không ngừng gió thổi mây vần. Bão tố bất cứ lúc nào cũng sẽ đột kích, sấm sét đánh xuống không nhìn chúng sinh, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới thế cục của các quốc gia, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lụy tới chiến cuộc. Trong thời khắc gian nan này, thật vất vả mới chuẩn bị cho đại biến sắp tới, lúc này ai kiên trì lâu thì người đó sẽ chiếm được ưu thế chiến thắng. Vì thế, ta cùng la chiếu hạ lệnh đại quân của hai nước tề tần giảm bớt chi phí, lương thực một ngày trở thành của hai ngày chính là vì muốn kiên trì chính là đang đợi sự thay đổi, duy trì sự rằng có chờ đợi thời khắc quyết chiến. chương 2051, Loạn thần tặc tử. Nhưng các người thì thật chế diếu, đầu nóng lên phủi mông một cái liền làm ra chuyện khiến thiên hạ nội loạn, chắp tay thành toàn cho tấn quốc. Có phải tam đại phái các người không nắm được quyền quản lý tề quốc thì toàn thân không được tự nhiên không? Vậy được, làm bừa đi, các người cứ tiếp tục làm bừa đi, để ta xem các người sẽ có kết cục thế nào. Một đợt trách cứ nghiêm khắc gần như mỗi chữ đều tỏa ra cảm giác huyết lệ, gần như rên rỉ, còn có cả tiếng đấm ngực hỗn loạn, Hồ Diên Vô Hận thật sự đã phẫn nộ vô tận rồi. Sắc mặt của trưởng lão Tam Đại phái cũng thay đổi, bị mắng tới mất hết cả hồn vía. Nghe được ý của Hồ Diên Vô Hận đã ý thức sâu sắc được đạo lý, cũng ý thức được quyết định của tông môn dường như là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Trưởng lão của Thiên Hỏa giáo thấp thỏm nói: "Thượng tướng quân bất giận, lúc này có thể sửa lại bố trí như ý của Thượng tướng quân hay không?" một đám ngu xuẩn cút hô diên vô hận phất tay chỉ ra ngoài chướng, không chút khách khí cũng không hề đứng lên nếu là tình huống bình thường chắc chắn ông ta sẽ không xem thường chuyện kế thừa hoàng quyền bây giờ nói ra miệng nếu là lúc bình thường ông ta cũng sẽ không đàm luận chuyện cửu thánh trước mặt mọi người bây giờ cũng nói ra miệng rồi ông ta chỉ không rõ bản thân tốt xấu gì trong tay cũng cầm trọng binh tam đại phái làm ra chuyện như vậy trước đó ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có làm ông ta ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, ngược lại sau đó mới hỏi thái độ của ông ta, suýt chút nữa làm ông ta tức giận tới thổ huyết. Thật tình không biết, tam đại phái sợ ông ta biết sẽ ngăn cản. Tam đại phái trong vô thức muốn bản thân điều khiển thế cục cho Hô Diên vô hận tới chọn, mà không phải do Hô Diên vô hận khống chế thế cục khiến tam đại phái không thể nào lựa chọn. Ba vị trưởng lão còn muốn trưng cầu ý kiến, cha hổ đã tiến lên liên tục đưa tay đẩy ba người ra khỏi đại trướng chỉ có điều tra hổ cũng biết đại quân của hô diên vô hận cũng vẫn cần tu sĩ của ba đại phái phối hợp sau khi ra ngoài thì giúp trần an một câu hiện tại thượng tướng quân đang bực bội trong người không ngại thì đợi bên ngoài sau khi ngài ấy hết giận tỉnh táo lại rồi mới quyết định ba vị trưởng lão suy nghĩ một chút cũng thấy phải trưởng lão huyền binh tông nói cũng tốt việc đã đến nước này cha hổ người khuyên thượng tướng quân nhiều chút đừng nên tức giận quá hại thân cha hổ gật đầu ta biết rồi ai Cuối cùng ba người lắc đầu rời đi, đều có phần nổi giận, lúc này đều âm thầm oán thầm không ngớt, trách Tông môn trước đó không nói trước với bên này. Sau khi trở lại trong chướng, nhìn thấy Hô Diên vô hận đã cột hướng nhắm mắt ngồi xuống ghế, cha hổ lặng im một hồi, sau đó rót nước trà đặt ở cạnh án kiện, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi bọn họ hỏi kế sách, theo như tướng quân nói hành sự như vậy lại lấy ngôi vị hoàng đế làm mồi, dù các hoàng tử đồng tâm hiệp lực đối ngoại, có thể thực thi được nữa hay không?" Hồ Diên vô hận vẫn nhắm mắt như cũ, hữu khí vô lực nói. Đồng tâm hiệp lực là như thế nào? Thần tử chung với bệ hạ phục dụng, thế lực riêng của mỗi hoàng tử ngoài sáng trong tối nhao nhau phát động phục dụng, trong ngoài triều đình ra sức liều mạng, lực trên dưới tề quốc sử dụng vào một chỗ mới là đồng tâm hiệp lực. Người cảm thấy bây giờ còn có khả năng sao? Bọn họ làm vậy với bệ hạ, một khi bệ hạ lấy lại được quyền thế, bệ hạ cầm quyền một lần nữa mà còn giấu răng nanh mới lạ, chỉ sợ trước tiên sẽ làm chuyện giết chóc hổ giữ ăn thịt con, ngọc vương là người đầu tiên không chạy thoát được đám văn võ đại thần đầu phục ngọc vương vào lúc này tướng lĩnh trong quân có ai không cợ có ai dám để bệ hạ lại nắm quyền được nữa đồng tâm hiệp lực một khi thả hổ khỏi chuồng chưa nói tới đồng tâm hiệp lực tự giết lẫn nhau thì dễ thấy hơn đó cha hổ nghe vậy thì thổn thức đúng là như thế phán đã đóng thuyền nước đổ đi khó hốt lại rồi nhưng y vẫn thấy khó hiểu hỏi do nếu trong lòng tướng quân sớm đã có thượng sách này vì sao không sớm trình lên bây giờ đã biến thành như vậy há lại không hối hận hô diên vô hận hơi trợn mắt than thở lão hổ người đã theo ta nhiều năm như vậy lẽ nào còn không biết sao ta có lo lắng riêng của ta thượng sách đây thì tính là thượng sách gì đối với bệ hạ chứ lấy ngôi vị hoàng đế của bệ hạ ra làm mồi nhử một khi tam đại phái công khai ra chuyện đó liền được định đoạt bảo bệ hạ nhường ngôi vị hoàng đế kế sách này ai dám dễ dàng dâng ra cho dù dâng ra bệ hạ cũng sẽ không thuận lợi phối hợp nếu không thuận lợi phối hợp thì làm sao để có thể đồng tâm hợp lực được chưa tới thời cơ ta không thể mở miệng được ta đang đợi đợi đến khi thế cục trở nên ác liệt hơn chút nữa đến khi bệ hạ không thể từ chối được đến khi mọi thứ đều thuận theo tự nhiên rồi hỏa hậu cũng ổn ổn rồi mới đưa kế sách này ra đương nhiên cũng là chuyện nước chảy thành sông ai mà ngờ được ai có thể ngờ tam đại phái lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy được sợ là không đợi được tới ngày thiên hạ biến đổi lớn hối hận đã muộn rồi Lão hổ à, thật sự là ta đã già rồi, sớm đã không còn là hô diên vô hận năm đó nữa, đã bị một sợi dây vô hình quấn thân, lo trước lo sau, lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán, đây là điều tối kỵ của người làm tướng. Có đôi khi ta thật hâm mộ mông sơn minh và cao phẩm. Trong mắt mông sơn minh chỉ có thắng bại chiến trường, hắn mới là một thống soái thuần túy lại vô cùng sắc bén trên chiến trường, chỉ cần cho hắn một chiến lược mục đích, một vài thứ cảnh lá không ràng buộc được hắn, xem ra làm văn nhân tàn phế như hắn cũng không tệ. Còn Cao Phẩm, Thái Thúc Hùng khí phách phi phàm, Thái Thúc Hùng toàn lực chống đỡ cho Cao Phẩm, Cao Phẩm đã được gặp minh chủ của mình. Tấn Quốc có thể có ngày hôm nay không kể tới người phía dưới làm như thế nào, chân chính không thể bỏ qua công lao của bản thân Thái Thúc Hùng được. Ta rất chờ mong, hy vọng có thể nhìn được một ngày mông sơn minh quyết thắng bại với Cao Phẩm. Khóe miệng cha hổ co lại, cái gì gọi là hy vọng chứng kiến mông sơn minh quyết đấu với Cao Phẩm, nếu thật sự tới ngày mông sơn minh tỷ tí với cao phẩm chẳng phải có nghĩa là tề quốc và tần quốc đều xong đời rồi sao nào có chỗ trống ở đây xem náo nhiệt nữa nói như thế cũng tiết lộ ra ý tứ chán trường khi tới bước đường cùng cha hổ biết vị này sẽ không nói ra bất kỳ lời nào làm dao động lòng quân bây giờ lại nói ra lời đó không khỏi thầm cảm thấy kinh hãi lúc này mới khuyên nhủ tướng quân đừng nên nổi giận có tướng quân ở đây còn chưa tới lão tàn phế mông sơn minh kia thu hoạch được gì cả vẻ mặt của hô diên vô hận đờ đẫn không còn thấy được khí thế phẫn nộ lúc trước thể hiện trước mặt trưởng lão của tam đại phái loạn tượng xuất hiện lớp lớp là do hô diên vô hận ta vô năng có lẽ khí số của tề quốc đã cạn tề quốc không chịu nổi sự dày vò như vậy nữa rồi lão hổ đại thế đã mất cha hổ vội hỏi không đến mức đó không đến mức đó còn chưa tới đường cùng thì còn chưa biết kết quả như thế nào dường như hô diên vô hận lẩm bẩm phản quân tàn sát bừa bãi đã sớm trở lại yên tĩnh rồi tam đại phái đang chờ Ngọc Phương cũng đang chờ, trên dưới cả triều cũng đều đang ngẩng đầu móng trông, nếu ta không nghe theo thì đám quan viên trong triều đình sẽ tự xử kiểu gì. Chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị kế hoạch công tâm của Tấn Quốc đánh bại, Tây Quốc không chịu nổi hậu quả như thế. Đưa tin trả lời đi, đại quân ta nguyện tuân theo ý chỉ của Tam Đại Phái và Ngọc Vương. Cha hổ khẽ gật đầu, sợ rằng cũng chỉ có thể làm như thế. Hồ Diên vô hận chờ tựa lưng vào ghế dựa, ngửa mặt lên trời thở dài. chương 2052, làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh một. Không ngờ hô diên vô hận ta cũng có ngày trở thành nghịch thần. Con ta lấy muội muội của Ngọc Vương, việc ta chống đỡ cho Ngọc Vương xoán vị không thể tránh được. Loạn thần tặc tử đó, sợ là ta sẽ phải trở thành tiểu nhân trục lợi trong mắt các huynh đệ, còn có mặt mũi nào danh chính ngôn thuận hiệu lệnh các huynh đệ tắm máu, chém giết, liêu mạng. Cha hổ biết đây là chuyện mà ông ta vẫn luôn tránh, khi hạo vân đồ cùng thủ túc tương tàn tranh đoạt ngôi vị, vị này vẫn luôn duy trì sự trung lập, trấn an sẽ không đâu các huynh đệ đều biết tướng quân là hạng người gì chợt dừng lại phát hiện mắt vị này đã ứa lệ mở một tấm khăn tay ra tựa lưng lên ghế dựa ngửa mặt lên trời lụa trắng che mặt hô diên vô hận hai tay sụi lơ có thể nhìn thấy lụa trắng dần dần bị ướt nước đó là nước mắt dưới lụa trắng đã chảy đầy nước mắt suốt cục người dưới lụa trắng đã buồn bực nghẹn ngào thành tiếng hai quyền nắm chặt thân thể lại hơi run rẩy dường như muốn dùng lực khắc chế tiếng khóc lại nhưng khó kìm lòng nổi Phẩm đức cả đời hóa thành hư không ngay thời khắc này, cái danh loạn thần tặc tử khiến thanh danh cả đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn mặt mũi để gặp người nữa rồi. Cha hổ thấy mà thầm hoảng sợ trong lòng, chưa từng thấy vị lão tướng quân cả đời chinh chiến trên lưng ngựa này khóc thành thế này bao giờ, chỉ sợ lúc này ngoài chướng người nào cũng không ngờ sẽ có cảnh tượng này. Y biết trong lòng vị này nhất định là cực kỳ khó chịu, nhưng không tiếp tục khuyên can nữa, nếu khó chịu thì cứ để phát tiết ra ngoài là được rồi. Cha hổ xoay người đi, ra cửa buông mảnh xuống, cũng phất tay bảo lính gác bên ngoài rời đi. Nhưng tiếng nghẹn ngào mơ hồ được dùng sức khống chế lại vẫn có thể truyền ra bên ngoài trướng, cha hổ cũng nghe mà trong lòng cảm thấy khó chịu, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Câu trả lời của Hô Diên vô hận cuối cùng đã tới kinh thành, nỗi lòng lo lắng của tam đại phái được buông xuống, nỗi lòng lo lắng của Ngọc Vương Hạo Hồng cũng hạ xuống, trên dưới cả chiều cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều tam đại phái lại không cao hứng nổi, nhất là trưởng môn của tam đại phái, bởi vì nhận được tin tức mà trưởng lão của ba phái đang ở trong quân gửi tới, sau khi được biết sách lược của Hô Diên vô hận cũng ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không tự trách mình, chuyện đã làm rồi sẽ không để mình phải gánh trách nhiệm, chỉ có thể thầm trách Hô Diên vô hận có thượng sách vì sao không sớm dâng lên, bằng không thì đâu đến nỗi như vậy. Cũng chỉ có thể thầm trách trong lòng, lúc này làm sao trách cứ Hô Diên vô hận được. Còn Hô Diên vô hận cũng nói ra yêu cầu, lúc này hạo vân đồ thoái vị thì sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn vì hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng cho thế cục hư danh hoàng đế không thể dễ dàng thay đổi được nói cách khác vẫn để hạo vân đồ có hư danh hoàng đế hồ diên vô hận xem như là đang lợi dụng lực ảnh hưởng binh quyền mình nắm trong tay để cố gắng bảo toàn cho hạo vân đồ chỉ ít không phải vì hành động của mình mà dẫn tới hạo vân đồ hoàn toàn bị phế coi như là đã tận lực duy trì tình nghĩa quân thần rồi từ khi Hạo Vân đồ kế vị tới nay chưa bao giờ khắt khe, khắt khe với Hồ Diên vô hận ông ta, chuyện này có thể nói là hồi báo của Hồ Diên vô hận. Tam đại phái vui vẻ làm theo, chỉ có điều không thể Hồ Diên vô hận nói cái gì chính là cái đó, điều này làm cho tam đại phái làm sao chịu nổi. Tam đại phái lại thêm thắt một chút, giả truyền thánh chỉ, sắc phong Ngọc Vương Hạo Hồng làm thái tử, thái tử giám quốc nhiếp chính, bao gồm cả sự vụ quân chính của Tề Quốc. Trải qua chuyện này, tam đại phái cũng đã nhìn ra, Hồ Diên vô hận căn bản sẽ không hướng vào người nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, đã bị hạo hồng lừa bịp rồi. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng thật sự là không dám rằng co, chỉ có thể buồn bực mà thôi. Tề quốc cho tới nay vẫn chưa giải quyết được vị trí thái tử, rốt cục bụi bặm lắng xuống, chỉ là trước kia không ai ngờ tới sẽ là phương thức này. Không thể chạm một cái mà thành hoàng đế, hạo hồng hơi bất mãn với việc Hồ Diên hạo hồng phiền nhiễu như vậy, nhưng lại chẳng thể làm gì được hô Diên hạo hồng hiện tại cũng không tới phiên người chưa ổn định quyền thế như gã tức giận cái gì chỉ có điều nói tóm lại đại thế đã định nên vẫn cảm thấy rất vui mừng muộn thì muộn một chút vậy nhận được hồ diên vô hận chống đỡ dựa vào lực ảnh hưởng trong quân đội của hồ diên vô hận đối với việc điều động quân đội ở kinh đô và vùng lân cận rốt cuộc có thể thẳng thắn tự nhiên không sợ có ai đảo loạn nữa rồi chuyện đầu tiên hảo hồng làm là đối với hồ diên uy ban cho hồ diên uy tăng ba cấp cũng là vì củng cố nội kinh lại phong chức thống lĩnh cấm vệ quân cho Hồ Diên Uy. Ngược lại, thống lĩnh cấm vệ quân trước đó từ chung với Hạo Vân Đồ đã được giải quyết, Hồ Diên Uy thích hợp với vị trí đó, dựa vào lực ảnh hưởng của Hồ Diên ra có thể ổn định quân tâm. Còn như Hồ Diên Uy có thể đảm nhiệm được chức vụ này hay không cũng không quan trọng, trợ thủ có thể đảm nhiệm được là đủ rồi. Hồ Diên ra còn sợ không lôi ra được vài người có thể chỉnh quân hay sao? Tùy tiện gọi vài gia nô no ra cũng đã đủ rồi. Đối với việc được thăng chức làm thống lĩnh cấm vệ quân, hồ diên Huy không muốn tiếp nhận lắm gã không tính là hiểu chuyện nhưng làm người cũng coi như trượng nghĩa biết cấm vệ quân vốn là thân quân của hạo vân đồ mà thống lĩnh cấm vệ quân còn là tâm phúc của hạo vân đồ bây giờ con trai hoàng đế mưu nghịch con rể như gã lại được người mưu nghịch cho làm thống lĩnh cấm vệ quân trong lòng có phần khó chấp nhận được sau khi chối từ cũng đã hỏi ý kiến của phụ thân hồ diên vô hận hồ diên vô hận bảo gã rằng làm tướng nghiệp trợ sớm ổn định quân tâm của kinh thành mới được lúc này mới kiên trì lĩnh mệnh kinh thành kịch biến thân ở trong đó, dường như trong một đêm hô Diên uy đã cao lớn hơn không ít, cũng không còn tâm tư ăn chơi đàng điếm cùng hồ bằng cầu hữu trong lòng lại có thêm vài phần sầu lo. Chịu khó đi dò xét quân doanh, làm việc cũng nghiêm túc, thật sự bắt đầu dụng tâm vất vả rồi. Bầu không khí trong nhà cũng có phần không bình thường, đầu tiên là người vợ công chúa kia, sự điêu ngoa tùy hứng trên người hạo thanh thanh những ngày qua đều đã không còn lại hút gì, sự lãng mạn ngây thơ cũng đã biến mất tâm, trở thành một người bình thường âm thầm khóc ca ca mưu đồ cướp đại quyền, cũng đã giam lỏng phụ hoàng sủng ái nàng nhất, còn mẫu hậu hiển nhiên cũng là đồng lõa của ca ca. Nàng muốn đi thăm phụ hoàng, nhưng ca ca không cho gặp, mẫu hậu cũng không cho gặp, thậm chí trượng phu của mình, cả hô diên gia này đều đang khuyên nàng tạm thời không nên đi gặp phụ hoàng của nàng. Người một nhà đang yên lành lại trở thành như vậy, người vốn dĩ thuần phục phụ hoàng dường như cũng đang cố gắng giữ khoảng cách với phụ hoàng. Sau khi sinh nở nàng thay đổi lớn, bình thường khi hài tử trong tá hòa khóc nỉ non thì nàng cũng liền khóc theo. Mắt nhìn thấy tình cảnh này, Hồ Diên Uy cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mỗi khi tâm phiền ý loạn đều thở ngắn than dài, chỉ có điều lại thân thiết hơn với Hạo Thanh Thanh không ít, thật sự không còn tâm tư lêu lỏng với oanh yến bên ngoài nữa. Sau một trận kịch biến, thay đổi được rất nhiều người. Đối với Thái tử Hạo Hồng thì sau khi ổn định cục diện trong kinh thành, việc bình định quân phản loạn đương nhiên là vô cùng cấp bách. Bởi vì Cố Viễn Đạt đã theo địch làm phản, Hạo Hồng không thể dễ dàng tin người khác, thêm nữa còn có ý định làm thân lại với Hô Diên gia, lại sắc phong cho con thứ Hô Diên định của Hô Diên vô hận làm bình định đại tướng quân. chương 2053, làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh 2. Lần trước lúc Kim Vương Hạo khải tác loạn, anh em ba người Hô Diên chính là người tham dự, Hô Diên định chính là một trong những người phụ trách chủ yếu, có kinh nghiệm bình định. Lần này Hạo Hồng quyết định vậy đã được sự đồng ý trước của Hô Diên vô hận, đầu tiên Hô Diên định được cử lên tiền tuyến vốn là người theo bên cạnh Hô Diên vô hận, không có sự đồng ý của Hô Diên vô hận cũng không thể điều động được. Thứ hai, khi đối mặt với chiến sự chân chính, Hạo Hồng nhất định phải trưng cầu ý kiến của Hô Diên vô hận, tam đại phái cũng có ý này. Luận chiến tranh, ở Tề Quốc không ai có thể mạnh hơn Hô Diên vô hận, việc có loạn tới mức nào, việc trưng cầu ý kiến của Hô Diên vô hận là không thể tránh được. Hô Diên định lĩnh mệnh bình định, Hồ Diên vô hận điều 200.000 nhân mã từ đại quân ở tiền tuyến cho con trai. Số lượng này coi như đã là cực hạn có thể điều đi rồi, dù sao chiến trường đối trọi với tấn quốc chủ yếu là ở bên này, không thể nào làm dao động chiến tuyến chủ yếu được. 200.000 nhân mã cũng không tính là ít, nhưng cũng không có cách nào, phản tướng cố viễn đạt đến vốn phụ trách chấn thủ phía sau phòng bị quốc nội của Tề quốc đã nắm 300.000 nhân mã. Bây giờ 300.000 nhân mã trở thành phản quân, điều đi 200.000 nhân mã coi như đã đủ nhiều rồi. Vì phòng ngừa vạn nhất, Hồ Diên vô hận còn đưa tin cho La Chiếu, mời La Chiếu điều 10 vạn nhân mã từ trong quân tể phía đông tuyến trợ giúp, đầu tiên là vì bảo đảm phần thắng, thứ hai là vì hình thành trạng thái giáp công với phản quân, tận lực kiềm chế phản quân bỏ trốn ra xung quanh. Đối với lần này, La Chiếu không nói gì nhiều, quả đoán đồng ý trợ giúp, cũng tích cực điều binh khiển tướng phối hợp. Đều là tướng lĩnh có kinh nghiệm già dặn, thế cục bài binh bố trận của song phương thế nào sớm đã biết rõ trong lòng, biết bên Hồ Diên Vô Hận không tiện tiếp tục điều đi quá nhiều nhân mã. Còn nội bộ Tề quốc cũng không thể sơ xuất, bằng không nếu hậu cần của quân Tần bị đoạt, quân Tần cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng, đương nhiên là phải tích cực chống đỡ. Cũng chính là bởi vì nội bộ Tề quốc không thể sơ suất, 300.000 nhân mã đấu với 300.000 phản quân chưa chắc có thể không sơ hở tí nào, còn cần hình thành ưu thế tuyệt đối mới ổn thỏa được, cho nên còn cần tiếp tục tăng nhân mã. Mà phản quân đã lao thẳng tới kinh thành, viện quân bên này chạy đã không kịp nữa cần kiềm chế trạng thái tiến lên của phản quân, quốc nội còn cần điều nhân mã từ các châu phủ tới tập kết ngăn cản, tranh thủ thời gian cho đại quân bình định bên này. Bên ngoài trại lính, hai cha con đứng đó nhìn theo đội quân nhân mã trùng trùng xuất phát. Hồ Diên Định vẫn chưa đi theo đại quân, trước tiên gã phải chạy tới phía trước quân phản loạn tự mình tập kết nhân mã của các châu phủ trước. Sau khi cho những người không có nhiệm vụ lui đi, Hồ Diên vô hận xoay người căn dặn Hồ Diên Định. Cố viễn đạt có thể tỏa chấn thống lĩnh quốc nội trấn thủ đại quân 300.000 người, có thể khiến cho hắn nhận nhiệm vụ này cũng là một người không phải đơn giản đâu, khá có tài năng đó. Lần này đi tập kết nhân mã của các châu phủ cần nhớ kỹ, chỉ cần giữ chân phản quân, nhất định không thể liều lĩnh cầu thắng được. Cần phải chờ tới khi nhân mã của ba phe hội hợp hình thành ưu thế tuyệt đối thì mới có thể tiêu diệt được chúng. Tuy quốc nội suốt ruột bình định, mọi người cũng đều hy vọng mau chóng bình định để ổn định nội bộ, nhanh chóng bình định cũng là kết quả tốt nhất. Nhưng người phải nhớ rằng, kết quả bình định cuối cùng mới áp đảo tất cả chỉ cần có thể thuận lợi bình định thành công liền thắng được việc mạo hiểm nóng lòng cầu thắng bằng không một khi lộ ra ngoài hậu quả khó mà lường được cho nên cần phải mưu cầu ổn định ổn định đạt thành kết quả vượt trên tất cả nhớ kỹ giữ vững quân lệnh cho dù triều đình tạo áp lực đốc xúc người cũng phải đứng vững trước áp lực hiểu chưa hồ diên định chắp tay mà tướng tuân mệnh lời nói này hồ diên vô hận cũng là nói cho đám trưởng lão của tam đại phái đang ở một bên nghe được quay đầu lại nói với trưởng lão của tam đại phái. Ba vị trưởng lão, đến lúc đó giả sử bên triều đình có ai thấy định nhi chậm chạp không hết sức chắc chắn sẽ tạo áp lực bức bách, mong hãy giúp ta ổn định tam đại phái. Ba vị trưởng lão đều gật đầu, đã chính tay nghe rõ ý đồ chiến lược của đối phương, đương nhiên cũng biết nặng nhẹ. Trưởng lão của thiên hỏa giáo vuốt râu nói, thượng tướng quân nói có lý, cũng cứ yên tâm đi, chuyện lớn như vậy há có thể để hạng người tư lợi trên triều đình quấy dày bọn ta sẽ lập tức đưa tin cho Tông Môn nói rõ ý đồ của Thượng Tướng Quân, Tông Môn nhất định sẽ dốc toàn lực chống đỡ thiếu Tướng Quân, áp chế những sự huyên nào đó. Hai vị trưởng lão khác đều gật đầu tỏ ra tán thành. Hồ Diên vô hận từ chối cho ý kiến, quay lại căn dặn con trai. Lần này đi phải muôn vàn cẩn thận, cần phải cẩn thận, nhân mã ở các châu phủ đều dùng để tự bảo vệ, nếu muốn mạnh mẽ điều động bắt họ lấy hết vốn liếng ra chỉ sợ sẽ có suy nghĩ gian dối. Nhớ kỹ, Trước khi điều động nhân mã thì phải khống chế quan chủ của các châu phủ liên quan trước, trước tiên nắm giữ tính mạng của bọn họ, sau đó mới được điều động. Nếu có người dám kháng mệnh, có thể giết không tha. Ta cho người quyền được tiền trảm hậu tấu, bên triều đình tự có ta chịu trách nhiệm. Hồ Diên định lần nữa chắc tay, mà tướng tuân mệnh, Hồ Diên vô hận bỗng nhiên quay đầu. Mong rằng tam đại phái sẽ toàn lực phối hợp, yên tâm, tam đại phái nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ sự an toàn của thiếu tướng quân nhất định sẽ toàn lực phối hợp với thiếu tướng quân. Ba vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý, không chút dị nghị nào. Hồ Diên vô hận mới vung tay lên với con trai. Đi đi thôi, trưởng lão của tam đại phái cũng phất tay, một đám tu sĩ qua đây bảo vệ Hồ Diên định bay lên không trung. Mấy con phi cầm tỏa kỵ chở người đi xa, đây chỉ là tiến đưa, sau đó bên tam đại phái còn sai tu sĩ là cao thủ hiệp trợ Hồ Diên định chấp hành nhiệm vụ. Sau khi trở lại trong quân trướng, cha hổ cao mày lại, Câu nói lần trước của Hô Diên vô hận khí số đã hết, đại thế đã mất vẫn văng vẳng trong đầu y. Lúc này đợi Hô Diên vô hận đứng vững phía trước bản đồ, y không nhịn được mà tới gần thử hỏi. Tướng quân lo lắng người trong các châu phủ sẽ sinh ra gì tâm sao? Hô Diên vô hận lắc đầu than nhẹ, Kim Vương thác loạn đã phá hư tất cả, đã làm dao động lòng người. Bây giờ đại thế lại không ở tề quốc, ai cũng không ngốc, đều nhìn thấu tấn quốc nắm chắc đại thế, cố tình ngay lúc này bên trong hoàng thất lần nữa xảy ra chuyện cốt nhục tương tàn, lại xuất hiện hành động mưu nghịch xoán vị, người nghĩ chư hầu khắp nơi sẽ nghĩ thế nào? Có thể không có ai mưu đồ đường lui hay sao? Triều đình thế lớn, lúc có thể lấn át khắp nơi, khắp nơi đương nhiên sẽ thành thật. Bây giờ binh lực chủ yếu của triều đình đang đối địch ở tiền tuyến, chấn thủ quốc nội căn bản chính là 300.000 nhân mã để uy hiếp nhưng nay đã trở thành phản quân, không khác nào đã mở khóa gông xiềng trên tay bọn họ. Ta há có thể không nhắc nhở địch nhi cẩn thận một chút. Cha hồ! Nếu như thế, tướng quân đã biết lần này thiếu tướng quân đi có thể gặp nguy hiểm vì sao còn để thiếu tướng đi vậy, vì sao không phái người khác đi. Thiếu tướng quân là bình định chủ tướng, đáng lý nên hành động theo quân chủ lực bình định mới đúng. Hô Diên vô hận, không có cách nào, đại quân ngoài tầm tay với của ta. Nếu không thiết lập phương pháp ngăn chặn thì phản quân nhất định sẽ đánh tới kinh thành, 10 vạn quân coi giữ kinh thành chưa chắc thủ được, mà muốn ngăn chặn tất phải điều động nhân mã phòng giữ các châu phủ chương 2054, bố cáo 1. Nếu triều đình hạ chỉ ngăn chặn, người không thấy tình huống gì sao? Đều là to mồm bề ngoài, có ai cam lòng đi liều mạng đâu. Những nơi phản quân đi qua, quân coi giữ đều không thủ vững, nói đại bộ phận nhân mã đã bị ta điều đi, nói tình hình kinh tế của đội nhân mã hữu hạn không chống đỡ nổi phản quân, lý do này người có thể bắt lỗi được sao? Biết rõ là mượn cớ nhưng triều đình cũng không tiện trở mặt, cũng không có căn cơ gì để trở mặt. Nếu không có họa ngoại xâm, có bản soái ở đó, có ai dám không nghe lệnh. Cố viễn đặt sao dám làm phản, trước kia lúc bản soái xuất trình điều động nhân mã, có ai dám có dị nghị. Định nhi thân là bình định chủ tướng, lại là con của ta, tự mình đi trước điều động nhân mã, nhân mã các nơi sẽ không thể không nghe, chí ít là chưa chắc dám công nhiên làm trái. Nếu như đổi lại là những người khác thì chưa hầu khắp nơi nhất định là trồng chất trò gian trá, cho dù làm cũng nhất định là cho vài người giả dạ yếu ra, không chịu lấy ra vốn liếng thật trong tay, một đám người ô hợp có thể chống đỡ được sức mạnh của phản quân sao. Đừng nói là giữ chân, sợ rằng một kích đã tan tác rồi. Đổi lại là người khác đi cũng khó mà hiệu lệnh nhân mã các châu phủ được, không phải ta hoặc định nhi tự mình đi thì không thể nào. Thế cục hiện giờ chỉ đành làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh thôi. Phản quân của cố viễn đạt trên đường nghỉ ngơi và hồi phục, xây dựng cơ sở tạm thời, chạm gác ngầm từ phía. Trong một cái lều cỏ, trưởng môn thường lâm tiên của Linh Hư Phủ, Trưởng môn Tàng Phong của thủ chính các, trưởng môn Lạc môn chân của Đại Nhạc Sơn đều có mặt, trưởng môn của Tam đại phái của Vệ quốc lúc trước đều tập trung ở đây, thấp giọng nghị sự. Hiện nay Tam đại phái của Vệ quốc hầu như chỉ xem là danh nghĩa, Vệ quốc không còn, không có năng lực giữ được Vệ quốc, nào còn Tam đại phái Vệ quốc gì? Thực lực cũng không cho phép, sau một cuộc chiến diệt quốc, vây cánh sớm đã bị loại trừ, phụ thuộc vào các nước nghe lệnh những môn phái khác, người chết, người tản đi, chảy cả. Không có lợi ích gì nữa. Theo ngươi không có tiền đồ, có ai sẽ nghe lệnh ngươi nữa? Nếu còn tiếp tục bán mạng vì Tam đại phái thì khác gì kẻ ngu, đương nhiên là phải chạy. Không có vây cánh không làm gì nổi, sức mạnh thật sự khống chế một nước chính là thứ để khống chế tất cả những người trong môn phái, mất đi thế lực thủ hạ khống chế thế lực tu hành tứ phương đương nhiên cũng mất đi năng lực khống chế một nước. Còn tự thân Tam đại phái đã đại tổn hại thực lực, trong cuộc chiến diệt quốc, sức mạnh của bản thân môn phái đã bị thiệt hại nặng, đa phần đệ tử đều tổn hao hết nhân số còn lại khoảng 3 phần 10 so với thời kỳ đỉnh cao, đã mất đi tư cách đại phái để trở thành một cái chân và tạo thành một nước. Bây giờ khắp nơi đều không có đất sung thân, như chó nhà có tang, đệ tử trên dưới đều hoảng sợ trong lòng. Không biết tiền đồ thế nào, tam đại phái cuối cùng lựa chọn nhờ vả vào, vào tấn quốc, cũng là nguyên nhân hiện giờ phản quân của cố viễn đạt hộ tống đội ngũ pháp sư. Cố viễn đạt có thể thuận lợi phản loạn, có thể thuận lợi thanh trừng lực lượng của tam đại phái tề quốc trấn giữ trong quân ít nhiều nhờ vào sự trợ giúp của bọn họ. Đúng lúc này, một tên đệ tử của Linh Hư Phủ đi vào dâng cấp báo, vui vẻ nói. Trưởng môn, Tấn Quốc phát bố cáo cho thiên hạ rồi. Ánh mắt của Thường Lâm Tiên sáng lên, một phát cầm cấp báo tới kiểm tra, Tàng Phong và Lạc Môn chân cũng nhanh chóng tiến lên cùng nhau kiểm tra. Trong cấp báo có nói, triều đình Tấn Quốc bao gồm cả khí vân tông cùng phát bố cáo, nguyện chia địa bàn Ba Châu ở Tề Quốc cho Linh Hư Phủ, Thủ Chính Các và Đại Nhạc Sơn làm chỗ đặt chân. Đương nhiên, khẳng định là có điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết là ba phái nên lập được công lao bắt được tề quốc. Sau khi xem xong bố cáo này, thường lâm tiên thở phào nhẹ nhõm. Tấn quốc quả nhiên là không nuốt lời, lời nói của Thái Thúc Hùng quả nhiên là đáng tin. Tàng Phong và Lạc Ngôn chân đều gật đầu cười. Đây chính là điều kiện mà tam đại phái bọn họ đi nhờ và Tấn Quốc, muốn có một nơi để sống yên ổn. Tấn Quốc đã sớm đồng ý rồi nhưng lại chậm chạp không thấy thông cáo gì, thầm nghĩ lời hứa hẹn ngoài miệng sao có thể tin được, sau này không giữ lời hứa thì biết làm thế nào. Bên này muốn làm gì tấn quốc cũng không được. Ba người vừa mới nghị sự chính là việc này, vẫn luôn chờ đợi lo lắng, lo tấn quốc nuốt lời. Bây giờ nhìn thấy bọn họ hứa hẹn trước toàn thiên hạ, sự lo lắng trong lòng ba người cuối cùng cũng buông xuống, cuối cùng cũng có thể nở nụ cười. Trước khác nay khác, nghĩ lại ngày xưa nắm trong tay vệ quốc, muốn ném cả một châu đi còn được, bây giờ lại bởi vì có thể có được một châu để đặt chân mà vui vẻ, yêu cầu này thật sự là không cao, tiêu chuẩn đúng là càng ngày càng thấp. Thật tình không biết, vốn khí Vân Tông không đồng ý việc để cho tam đại phái của nguyên vệ quốc chiếm được địa bàn cắt từ đất của mình ra, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mạo hiểm. Rết trăm chân mất một chân cũng không chết, hiện tại tuy tam đại phái xa sút nhưng căn cơ vẫn còn đó, làm sao có thể yên tâm được. Khí Vân Tông tình nguyện giúp đỡ những môn phái khác, cũng không muốn dung nạp tam đại phái của nguyên vệ quốc. Vẫn là thái thúc hùng vì chuyện này mà dùng hết lời, lấy chuyện thế cục để nói chuyện, tấn quốc bành trướng quá nhanh, lực lượng tu sĩ trong tay vốn cũng không đủ, hiện tại tính tới khả năng mạo hiểm là không cần thiết, trước tiên nắm bắt đại cục hoàn thành mưu đồ, sau này khắc phục cũng không muộn. Thái Thúc Hùng thật sự đã nghĩ hết biện pháp để thuyết phục khí vân tông nên mới có kết quả này. Âm, um, trong quân trướng, La Chiếu vỗ một trưởng ném bố cáo của Tấn Quốc lên bàn, chậm rãi nhắm mắt lắc đầu. Một đám ngu xuẩn, hắn thật sự không biết nên chửi hiểu nguyệt các thế nào mới phát tiết hết được sự tức giận này. Ngay từ đầu, Tam Đại Phái về quốc nhìn thấy đại thế đã mất nên nổi lên tâm tự bảo vệ mình, không muốn ở lại chiến trường Tây Tam Quốc tiêu hao nữa. Nhưng các nước lại khó mà chứa chấp được chuyện này cũng bình thường. Tam đại phái của quốc gia nào mà có thể dễ dàng dung nạp Tam đại phái của về quốc vào địa bàn của mình chứ? Giường của mình há lại có thể để người khác lên ngủ cùng được? Đang yên đang lành đột nhiên có ba con cọp tới gần, ai có thể an tâm được? Cuối cùng Tam đại phái thấy được nhược điểm của Tần quốc, sau đó tìm Tần quốc hy vọng có thể đặt chân ở Tần quốc, hy vọng Tần quốc có thể chia địa bàn Ba Châu cho bọn họ. Yêu cầu cũng không tính là cao đường đường là tam đại phái của nguyên vệ quốc, mỗi phái chỉ cần địa bàn một châu để khôi phục nguyên khí, ba phái cũng biết mình không có tư cách nói ra yêu cầu cao hơn. Đương nhiên, tam đại phái cũng sẽ không ăn quyệt, nói tình cảnh của tần quốc kham yêu, tam đại phái nguyện đi gìn giữ đất đai vì tần quốc. Nhìn thấy không giữ không được được, La Chiếu đã nhiều lần khuyên Hiểu Nguyệt Các có thể đồng ý. Nhưng Hiểu Nguyệt Các không muốn, không đồng ý cũng có mấy nguyên nhân. Đầu tiên là ba phái các người có tư cách gì để có kè mặc cả với bọn ta đang yên lành, các người chưa hề làm được gì, bọn ta dựa vào cái gì để cắt ba miếng thịt trên người ra cho các người. Một nguyên nhân khác chính là thế lực tu hành trong các quốc gia đều lo lắng, đều không nguyện tiếp nhận ba phái. Mà hiểu nguyệt các còn có mưu đồ khác, biết ba phái không có chỗ nào có thể đi nên muốn tiếp tục ép ba phái phục vụ trên chiến trường phía Tây Tam Quốc. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, Ngọc Thương chết rồi. Các chủ mới nhậm chức ở hiểu nguyệt các không có uy tín đối nội bằng Ngọc Thương, không có thực lực chấn nhiếp, không có tiếng nói không nói tới, vừa mới lên trước đã cắt địa bàn, sức thuyết phục đối nội sẽ không đủ. chương 2055, bố cáo 2. Lúc đó La Chiếu nhiều lần khuyên bảo, lãnh thổ tần quốc sợ là sẽ không giữ được, để ba phái đi là thích hợp, chỉ ít đối mặt với việc đất nước bị xâm lấn, ba phái sẽ phải nghĩ cách bảo vệ địa bàn của mình. Còn có thể giúp tần quốc làm trì trệ một kẻ thù bên ngoài, chỉ ít cũng có thể tạo ra phiền phức nhất định cho kẻ xâm lăng. Nhưng hiểu nguyệt các nói ba phái có thể nương nhờ tần quốc, có thể nương nhờ vào hắn, nhưng một khi cường địch xâm lấn, vì tự bảo vệ mình mà rất có thể sẽ chuyển chiến tuyến. Nếu hiểu Nguyệt Các nói như vậy cũng không sai, đây là chuyện không phải không thể, là chuyện vô cùng có khả năng. La Chiếu còn giải bày với ba phái, nói sau khi nước hắn xâm lấn chưa chắc có thể chứa được ba phái, ba phái không thể không suy nghĩ tới hậu quả này, cũng nên giúp đỡ Tần Quốc một chút, nếu thực sự không ngăn được mới có thể nghĩ tới việc chuyển chiến tuyến. Huống chi muốn chuyển chiến tuyến nước hắn cũng chưa chắc nguyện chấp nhận, Ba phái vẫn có khả năng phải ra sức đánh một trận, mà cho dù nương vào nước hắn, cho dù nước hắn nguyện chấp nhận chỉ ít cũng để lại một tai họa ngầm cho người xâm lăng, nhưng mà cũng vô dụng, nói toạc ra rồi, mồm mép cũng không dùng. Hiểu Nguyệt Các còn hỏi hắn giúp Ba phái nói chuyện như thế, có phải đã nhận lợi ích từ Ba phái đó hay không? La Chiếu đương nhiên là nói không, chỉ ít không thể làm cho Ba phái gia nhập vào Tấn quốc được, nói Hồ Diên vô hận cũng có ý này. Hiểu Nguyệt Các nói nếu Hồ Diên vô hận có ý đó. Vì sao Tề Quốc không chứa chấp? Hiểu Nguyệt các nói khí Vân tông cũng sẽ không chứa chấp, để cho hắn yên tâm, bảo hắn làm tốt chuyện của mình mới lập công lớn nhất cho Tần Quốc, những thứ khác đều không quan trọng. Kết quả, ba phái đương nhiên là chạy hết, không được bất kỳ lợi ích nào, muốn lưu ba phái lại tiếp tục liều mạng với Tần Quốc là điều không thể. Kết quả, đại tướng trấn thủ quốc nội Tề Quốc cố viễn đạt làm phản, dưới sự hỗ trợ cường thế của ba phái mà làm phản nếu không có lực của ba phái trợ giúp thì sao có thể thuận lợi diệt trừ tu sĩ giám quân của tam đại phái dưới quyền tề quốc được. Nếu không, cố viễn đạt chưa chắc dám phản. Kết quả trước mắt thấy được tấn quốc bố cáo, tấn quốc bố cáo cho thiên hạ tuyên bố cắt ba châu làm địa bàn cho ba phái, tấn quốc không muốn cho, các nước đều không muốn cho, duy chỉ có kẻ địch của ba phái này là tấn quốc dám cho. Chuyện này đương nhiên là do tấn quốc chủ động liên lạc với ba phái, hứa hẹn lợi ích. Lúc này, La Chiếu còn có thể nói gì được chỉ cần lời hứa địa bàn Ba Châu liền làm cho cố viễn đạt tạo thành phiền toái lớn như vậy cho nội bộ tề quốc. Hắn không biết hiểu nguyệt các nhìn thấy bố cáo này thì sẽ có thái độ thế nào. Trong chướng, cũng đã xem được bố cáo của Tấn Quốc, Hồ Diên vô hận cũng thở ơ, có một số việc chỉ có thể nói là tình thế không bằng người. Ông ta đã giữ ba phái lại, nhưng vẫn không thể giữ được. Ba phái đã biết tề quốc đẩy nhân mã về quốc lên trên, tình hình trước mắt, hồ diên vô hận giữ lại chỉ có thể làm cho ba phái cho rằng tề quốc muốn coi bọn họ là vật hy sinh sông pha chiến đấu quan trọng nhất vẫn là câu nói kia tình thế không bằng người bản thân tề quốc mắt thấy cũng khó giữ được nữa rồi nói cho ba phái địa bàn ba châu ba phái cho dù nguyện tin tưởng cũng phải đối mặt với hiện thực là có làm được hay không ở lại tề quốc ngoại trừ liên tục liều mạng với tấn quốc gia còn có thể có cái gì cùng diệt phong với tề quốc sao nếu không như vậy ba phái cũng sẽ không đi tìm tần quốc Hồ Diên vô hận đưa tin cho La Chiếu, yêu cầu chỉ có một, ổn định ba phái, tối thiểu không thể để cho ba phái ngả về phía tấn quốc được. Ông ta cũng không ngờ tới hiểu nguyệt các lại không bằng lòng, đến khi ba phái chạy mất lại đột nhiên liên kết với cố viễn đạt, giúp đỡ cố viễn đạt làm phản. Địa bàn của tấn quốc còn có thể giữ được sao? Tây Bình Quan đã bị tấn quốc kẹt chết rồi, chủ lực quân tần không trở về được, địa bàn tần quốc đã là miếng thịt bên mép của Hàn Quốc và Yến Quốc rồi. Hồ Diên vô hận không nghĩ ra rốt cuộc hiểu nguyệt các nghĩ như thế nào, cứ giữ cái trống rỗng để làm gì? Đám tu sĩ này có thể có được ánh mắt chiến lược bể nghĩa thiên hạ hay không? Vậy mà lại ép ba phái kia ngả về phía cửu địch. Tề quốc xong đời, quân tần có thể được đảm bảo hay sao? Ông ta thật sự muốn xem sau khi hiểu nguyệt các nhìn thấy bố cáo này sẽ có phản ứng gì, đối lập với sự quyết đoán của tấn quốc có thể nhìn thấu bụng dạ hẹp hòi của mình hay không? Một lần luyến tiếp địa bàn Ba Châu, hiểu nguyệt các đã ép ba phái hướng về tấn quốc một lần đã làm tấn hoàng đoạt được quyền giam lòng tam đại phái của vệ quốc cố tình hai phe này còn liên thủ với nhau hồ diên vô hận không biết nên nói gì cho phải thậm chí còn cảm thấy hơi choáng rồi hồ diên gia vẫn có lực uy hiếp ở tề quốc hồ diên định điều động nhân mã các châu phủ coi như cũng thuận lợi trong quân trướng nhìn trạng thái tập kích của quân địch trên bản đồ vẻ mặt phong sương cố viễn đạt trầm mặc suy tư phản bội tề quốc nương nhờ tấn quốc hắn biết đời này cái danh phản tướng của hắn sẽ không thể rửa sạch được có một số việc nếu được lựa chọn hắn cũng không muốn vậy, nhưng có đôi khi lựa chọn thực sự không có nhiều, hoặc là nói mưu lược đường lui. Vốn dĩ còn có phần lo lắng không yên nhưng sau khi được biết Hảo Vân Đồ bị mưu đồ cướp quyền, hắn càng ý thức được lựa chọn của mình đúng, đại thế của Tế Quốc đã mất. Trưởng lão khí Vân Tông trầm giọng nói, tấn quốc ta xúi dục nội ứng bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ hướng đi của Hô Diên Định, đại tướng quân cớ gì còn do dự. Hô Diên Định đã điều động 200.000 nhân mã, trước khi đối phương tập kết nhân mã xong thì sẽ dễ dàng hạ thủ trảm thủ hô diên định trước chỉ cần rắn mất đầu đám nhân mã tạp thất tạp bát kia chỉ là một đám ô hợp mà thôi cố viễn đạt lên tiếng không được đợi nhân mã của các phe tập kết xong rồi sẽ động thủ trưởng lão của khí vân tông hơi giận thời điểm tốt có thể động thủ thì không động thủ còn phải chờ đến thời điểm không thể động thủ đi động thủ người đang nói đùa sao cố viễn đạt xoay người nhìn về phía ông ta trưởng lão bất giận, cũng không phải ta đang đùa. Hồ Diên định tách khỏi đại bộ phân nhân mã, tự mình tới các châu phủ trước để điều động nhân mã. Hồ Diên vô hận sẽ không thể không nghĩ tới vấn đề an toàn của hắn, vì đảm bảo an toàn nên sẽ có không ít cao thủ bảo vệ. Lúc này nhìn qua như dễ dàng ra tay nhưng mà ngược lại, giờ chính là thời điểm không dễ để đắc thủ nhất. Lúc này đội bảo vệ Hồ Diên địch chắc chắn có tính cảnh giác cao nhất, lúc này một khi để Hồ Diên định chạy mất, còn muốn tiến hành trảm thủ sẽ khó khăn. Việc lúc này phải làm chính là đừng nên vọng động, hiện tại chính là lúc nhân tâm tề quốc bất ổn nhất, đối phương chắc chắn cũng sẽ lo người bên này sẽ có người có dị tâm, bằng không Hô Diên vô hận sẽ không để cho con trai mình tự đến triệu tập nhân mã. Lúc này tất nhiên là thời điểm đội ngũ chư hầu bên người Hô Diên Định có tính cảnh giác cao nhất. Theo lẽ thường, giống như trưởng lão nói, lúc này chính là thời điểm dễ dàng hạ thủ nhất. Cho nên nhân mã bên cạnh muốn có hành động dị tâm, Hô Diên Định sao có thể không sao? Cho nên chúng ta phải hành động khác thường, làm cho hắn có thể thuận lợi tập kết nhân mã, để bên đó thả lỏng cảnh giác, đến khi hắn phát hiện ra đã nắm chắc đại quân, phát hiện nhân mã chư hầu còn chưa tới mức nghịch phản lại thêm đại quân bảo hộ Chu Toàn, kẻ thù bên ngoài khó có thể tiến gần mình, tu sĩ hộ vệ bên cạnh hắn tất sẽ sẽ phát huy tác dụng giám quân, chắc chắn sẽ điều đi một nhóm đi giám thị nhân mã dưới trướng. Chương 2056, tội không dung tha. Chỉ cần tính cảnh giác hắn thấp xuống bên ta sẽ xúi dục nhân mã tới mới có thể không dễ gây ra sự hoài nghi của hắn, dưới tình huống đó mới bố trí bên cạnh hắn được. Mà lúc đó mới là thời cơ động thủ cao nhất, linh hư phủ, thủ chính các, địa nhạc sơn, tất cả cao thủ của ba phái, cho dù hắn là trưởng môn hay là trưởng lão cũng vậy, cho dù là thái thượng trưởng lão của ba phái cũng phải cùng tiến lên với ta, thiên kiếm phủ có thể sử dụng cũng đều phải cho ra dùng, không tiếc trả giá lớn để bắt được hô diên định cho ta. Trưởng lão khí vân tông nhíu mày trần trừ nói nếu như thất bại thì sao? Cố viễn đạt, đây chính là một trong các nguyên nhân quan trọng mà ta phải chờ tới thời gian đó mới được động thủ. Hiện tại mà động thủ, cho dù giết được Hô Diên Định, Hô Diên vô hận còn có thể phái ra những người khác tới chỉ huy nhân mã mà Hô Diên Định triệu tập. Còn tới thời gian ta nói, thời cơ đã chín mùi rồi mới động thủ, hiệu quả sẽ không bình thường. Đại soái, thiếu tướng quân đã tập hết được 200.000 nhân mã xong rồi. Trong chướng, một tên binh sĩ đi vào báo cáo quân tình, Hồ Diên vô hận gật đầu. Sau đó người liên quan ở trong chướng lập tức nhìn bản đồ biến hóa, triển khai tác nghiệp trên bản đồ, biểu thị trạng thái của nhân mã bình định và phản quân, tình hình của quân ta so với kẻ địch cũng được thể hiện trên bản đồ. Đứng bên cạnh bản đồ kiểm tra, Hồ Diên vô hận tỉ mỉ quan sát. Tướng lĩnh ở một bên nói, đại soái, tên cầu tặc cố viễn đạt kia bày ra trận thế, dường như là muốn quyết chiến với thiếu tướng quân, đây là đang chê thiếu tướng quân có ít nhân mã hơn hắn sao, hay là coi thiếu tướng quân chỉ là người tới giữ chân, căn bản sẽ không dám quyết chiến với hắn. Nhưng không nhìn thấy Hồ Diên vô hận ở một bên đã đổi sắc mặt, đôi mắt đang không ngừng lóe lên. Người được mùi nguy hiểm, Hồ Diên vô hận chợt trầm giọng nói. Không ổn rồi, mau truyền tin cho Hồ Diên định, nhắc nhở khẩn cấp, trong đám nhân mã bên cạnh hắn chắc chắn có nội ứng trong quân, nhanh, ba con kim xí đồng thời đưa tin một tướng lĩnh ưu tú, sở dĩ ưu tú chính là vì có năng lực phát hiện sự nguy hiểm một cách nhạy bén trên chiến trường. Lời này vừa nói ra, trong chướng lập tức ồn ào một nhóm, nhanh chóng có người nghĩ văn, ba người nhanh chóng gửi thư đi. Đứng ngay trước bản đồ, sắc mặt hô diên vô hận âm thầm nhìn chòng chọc vào bản đồ, sắc mặt có thể nói là rất khó coi. Tự mình giám sát, xác định tin tức đã thuận lợi gửi đi, tướng lĩnh đi tới một bên. Đại soái làm sao mà biết, hô diên vô hận, Cố viễn đạt há có thể không biết hô diên định tập hợp nhân mã chỉ là muốn cầm chân. Cố viễn đạt am hiểu tập kích bất ngờ, lúc này bày ra trận thế quyết chiến căn bản cũng vô dụng, cũng không đáng phô trương thanh thế, khả năng duy nhất là bên cạnh hô diện định tất sẽ có biến. Một khi có biến tất sẽ ở lúc tờ mờ sáng, thừa dịp tối mà đánh bất ngờ, sau đó thừa dịp đó mà phát động tấn công toàn diện, với địa hình chung quanh là thảo nguyên mịt mờ khó có thể chạy, sẽ đạt được hiệu quả một lần hành động đã thành công của cố viễn đạt chỉ mong còn kịp cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng cố viễn đạt từng là tướng lĩnh thủ hạ của ông ta ông ta há có thể không biết phong cách tác chiến của cố viễn đạt tướng lĩnh ở một bên thay đổi sắc mặt ý thức được chuyên nghiêm trọng lúc này chúng ta mới nhận được tin tức có lẽ thiếu tướng quân đã có phản ứng rồi cũng nên báo cấp báo của thượng tướng quân lúc trời có chút sáng lên quan đưa tin bất chấp cấp bậc lễ nghĩa nhanh chóng xông vào trong trướng của hô diên định đang nằm trên giường mặc nguyên quần áo hành quân Hồ Diên Định bỗng nhiên dựng dậy, vô lấy cấp bác kiểm tra, sau khi xem thì tê cả ra đầu, hô to một tiếng. Người đâu, ầm, đáp lại hắn là tiếng nổ ầm âm ầm ngập trời. Không ngoài dữ liệu của Hồ Diên vô hận, cố viễn đạt quả nhiên chờ tới thời điểm bình minh tờ mở sáng để phát động đánh bất ngờ. Nhân mã chủ tướng chỗ Hô Diên Định sớm đã bị tấn quốc xúi dục, linh hư phủ, thủ chính các, đại nhạc sơn, tất cả cao thủ đều dốc toàn bộ lực lượng thay xiêm y quân sĩ dưới sự nội ứng ngoại hợp đã tới gần quân trướng của hô diên định rồi phòng ngự ở bốn phía trong quân trướng và trên không trung nhất thời như thùng rỗng kêu to. Tu sĩ tề quốc ứng phó không kịp, dưới tình thế cấp bách vội vàng chống đỡ, cương ảnh thiên kiếm phủ đùng đùng oanh tạc, đại quân tề quốc bị loạn thành một đoàn từ vị trí trung tâm. Động tĩnh đấu đá vang lên cùng nhau, phản quân ba dặm bên ngoài nhất thời dốc toàn bộ lực lượng, kỵ binh điên cuồng sông lên tấn công, dẫn đầu chạy tới phát động tập kích. E rằng thực sự là mệnh kém, hoặc là thật sự khí số đã tận, nếu báo động khẩn cấp của Hồ Diên vô hận có thể tới sớm hơn một chốc lát thì cục diện có lẽ đã khác. Thưa dịp trời tối bao trùm, cao thủ của Tam Đại Phái Nguyên vệ quốc thành công tiếp cận, phát động đánh bất ngờ. Đại quân song phương chém giết một hồi, 200.000 nhân mã dưới tình huống không được chỉ huy thống nhất, bị 300.000 phản quân sông một cái đã vỡ tan. 200.000 nhân mã tan tác bỏ trốn ra xung quanh, lúc này sắc trời đã sáng choang, quân trốn đi hướng nào đều có thể thấy được rõ ràng phản quân truy kích xung quanh, đuổi theo không buông, kỵ binh đuổi theo tàn sát như chém dưa thái rau. Cố viễn đạt nhảy lên một sườn núi đưa mắt nhìn bốn phía, thấy đại thế đã định, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là điều hắn mong muốn, muốn một lần hành động đánh tan nhân mã chư hầu tụ hội, cũng phải làm đám chư hầu kinh sợ, khiến nhân mã giải rác của triều đình không có cách nào dễ dàng tập kết thành lực lượng ngăn cản nữa, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng đánh được kinh thành hơn. Hắn cũng cần một trận đại thắng để cổ vũ sĩ khí lòng quân, bởi vì dưới trướng có không ít nhân mã cùng phản bội là đệ tử của Tề quốc, trong lòng ít nhiều có chút mâu thuẫn với việc phản quốc, hoặc có thể nói là sợ hãi. Hắn muốn nhân mã dưới trướng nhìn thấy đại quân của triều đình cũng không có gì đáng sợ, khí số của Tề quốc đã hết, không có gì phải sợ. Trưởng lão khí vân tông hộ tống cười ha ha, đại tướng quân bày mưu nghĩ kế anh minh, lập được công lớn như vậy, triều đình tất sẽ không bạc đái. Lão Phu sẽ thỉnh công cho đại tướng quân vì chuyện này mấy đệ tử của tam đại phái tề quốc chật vật không chịu nổi quay về. Mang về còn có cả thi thể của hô diên định, thi thể bị chặt thành hai đoạn, liều mạng đào ở dưới đất lên, vô cùng thê thảm. Cũng là do đệ tử của tam đại phái liều mạng đoạt lại, bằng không nếu bỏ chủ tướng mà chạy thì không có cách nào khai báo. Là nhân mã Mộc Châu phản bội, dẫn quân địch vào doanh địa, bọn ta liều mạng chống đỡ nhưng đối phương có quá nhiều cao thủ. Là người của Linh Hư Phủ, thủ chính các và Đại Nhạc Sơn, ngay cả trưởng môn và thái thượng trưởng lão của ba phái cũng được điều động tới, cao thủ của ba phái dường như là đã dốc toàn bộ lực lượng, thiên kiếm phù điên cuồng đập ra. Một tên trưởng lão của huyền binh tông ở bên cạnh thi thể của Hô Diên định tỏ ra đau khổ, Hô Diên vô hận nhìn tròng trọc thi thể trên đất, không có bất kỳ biểu cảm nào. Mặt cha hổ cứng lại, song quyền nắm chặt, trưởng lão ba phái theo quân vẻ mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Hô Diên vô hận, không biết trong lòng vị lão tướng này bi thống bậc nào. Trường tử chết trận, bây giờ con thứ cũng chết trận, ba nhi tử chỉ còn lại có bao cỏ ở kinh thành thôi. Thượng tướng quân, xin nén bi thương, trưởng lão của thiên hỏa giáo nặng nề nói một câu, rốt cục hô diên vô hận lên tiếng, lúc đi, ta đã từng dặn dò, cố viễn đạt có thể tỏa chấn quốc nội thì không phải là hạng người hời hợt, nhiều lần căn dặn hắn phải cẩn thận một chút, nhưng hắn lại vẫn sơ suất như vậy. Trường 2057, chiếm trước tiên cơ một. Nhìn không ra thủ đoạn của địch thủ cũng cho qua, đơn giản là chính bản thân hắn vô năng, ngay cả nhiều người tới gần như vậy cũng không phát hiện ra, phòng ngự như thế nào vậy. Đây là buông lỏng quân vụ, không làm tròn trách nhiệm. Nếu lần này hắn không chết, cho dù có sống lại nhưng đã làm hại quân cơ đại sự của ta, ta nhất định cũng chẳng không tha. Tướng lĩnh ở bên cạnh nói, điều này cũng không thể chỉ trách thiếu tướng quân được, nhân mã cận vệ đều là đội ngũ chư hầu, khó có thể sai khiến cũng là điều bình thường. Hô Diên vô hận gầm lên, nếu không phải khó, vì sao ta phải để hắn tự mình đi trước? Tiện đà mặt căng thẳng nói, sau khi hắn tòng quân, chiến sự trải qua dù sao vẫn ít, thiếu sự rèn luyện nên không bằng đại ca hắn, cũng không lão luyện như cố viễn đạt, để hắn lĩnh quân bình định là do ta, ta sẽ thỉnh tội với triều đình, đại tội không dung tha. Sau đó ra lệnh một tiếng, không có gì hậu táng, cũng không cho trở lại kinh thành, sai người đốt qua loa thi thể của hô diên định bằng một cây đuốc. Phủ đệ của hô diên ra, khi tin nhị ca đã chết truyền tới, Hô Diên uy hoàn toàn bối rối. Đại ca chết trận đã tạo thành sự kích thích không nhỏ với gã, bây giờ nhị ca cũng chết trận, gã rất muốn biết sự việc là như thế nào. Toàn bộ Hô Diên ra đều là bầu không khí đau thương, không khí trầm lặng. Còn lúc này ở Tề Kinh, chân chính bị khiếp sợ là trên dưới triều đình. Thứ bọn họ quan tâm không phải chuyện Hô Diên định chết trận mà là Hô Diên định chiến bại. 200.000 nhân mã bị cố viễn đạt một phát đánh tan. Điều này cũng có nghĩa là phản quân không ai có thể cản được, đang đánh thẳng tới kinh thành rồi. Các quan lại trong triều đình, gia nghiệp chủ yếu cùng gia quyến đều ở trong kinh, làm sao có thể không hoang mang, sau khi về quốc diệt vong thì bách quan có kết quả gì? Vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mà hai đường viện quân ít nhất phải chừng 10 ngày mới có thể tới được, 10 vạn quân coi giữ kinh thành có thể chống đỡ được 10 ngày sao? Đang lúc lòng người trên dưới tề quốc bàng hoàng, rất nhiều người đang mưu đồ đường lui bắt đầu lén lút thông đồng với người của bên Tấn Quốc lại có một tin tức chấn động truyền tới. Hồ Diên vô hận thỉnh tội, Triều Đình còn tiến hành chấn an. Hồ Diên vô hận nói tội không thể tha thứ, Triều Đình lại nói tha cho ông ta vì đã lập công chuộc tội. Kết quả Hồ Diên vô hận cũng đã làm ra hành động lớn, không cần Triều Đình cho phép đã tự ý hành động, chỉ để lại một vài nhân mã đoạn hậu, ra lệnh một tiếng, 3 triệu đại quân toàn diện rút lui về phía sau, đại quân Tấn Quốc muốn đánh thế nào cũng được, Hồ Diên vô hận không quan tâm nữa. 3 triệu đại quân toàn diện rút lui với hiệu lệnh dung trời, tiêu diệt phản quân cố viễn đạt, tất cả phản quân giết không tha, không để lại người sống. Khẩu hiệu này vừa ra đã dọa cho phản quân cực kỳ sợ hãi, cố viễn đạt cũng có chút căng thẳng, Hồ Diên vô hận thống lĩnh 3 triệu đại quân tới bao vây tiêu diệt, đây không phải là chuyện đùa, làm sao hắn có thể chống lại được, chết chắc rồi. Hiệu quả kinh sợ hơn là đối với những người bắt đầu nổi lên dị tâm, Hồ Diên vô hận tự mình dẫn 3 triệu đại quân trở về, có ai dám vọng động? Người còn chưa trở lại, trên đường cũng đã đại khai sát giới, cách một châu phủ bắt được thân tín của thừa tướng Tề Quốc, lấy lý do buông lỏng quân vụ, tàn sát sạch một nhà già trẻ lớn bé của một thứ sử của một châu, hạ quan thân tín tương ứng gồm hơn 10 người kể cả gia quyến, toàn bộ đều tàn nhẫn tàn sát. Hồ Diên vô hận trực tiếp bỏ qua việc truyền quân lệnh cho các quan viên châu phủ gần với kinh thành, ra lệnh động viên tất cả lực lượng ngăn cặn phản quân, không tha cho bất kỳ ai chậm trễ. Ôi, La Chiếu yên lặng thật lâu trong trướng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đại thế đã mất, Hồ Diên vô hận rút quân, cũng không báo cho ai, để cho La Chiếu một mình ứng đối quân tấn ở bên đây, mặc cho quân tần thừa cơ quân tấn và quyết chiến. Quy mô quân tấn khổng lồ như vậy, đội ngũ của quân tần chỉ nhỏ nhoi gần 200 vạt, lại gặp phải cục diện thiếu thốn lương thảo, chỉ đủ dùng trong một đến hai ngày nữa mà thôi, quyết chiến như thế nào đây? Nhưng La Chiếu biết rằng, Hồ Diên vô hận cũng không có cách nào. Hồ Diên định chiến bại đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng có tính chí mạng, lòng người Tề quốc lung lai bất ổn đã sụp đổ rồi. Hồ Diên vô hận nếu không huy binh quay về chấn nhiếp, lòng phản nghịch ở hậu phương sắp trở thành thế lửa cháy lan tràn, để rồi quay đầu lại cố viễn đạt dễ dàng là có thể cuốn lên thanh thế thật lớn, phản quân đến đầu phục sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi thanh thế của cố viễn đạt làm đảo loạn hoặc khống chế được hậu phương, đến lúc đó toàn bộ tiếp tế hậu cần của đội ngũ chủ lực của hai bên Tần quốc và Tề quốc đều bị cắt đứt không có lương thảo, mấy trăm vạn đại quân sẽ gặp phải hậu quả không chiến mà bại. Hết thảy mọi thứ đều kết thúc, Hồ Diên vô hận muốn thừa dịp trước lúc thế cục chưa hoàn toàn tan rã, tranh thủ trong tay còn chút lương thảo mà gắng sức đánh một trận. Hồ Diên vô hận chạy như vậy, hiểu nguyệt các lại hơi luống cuống, điên cuồng mắng Hồ Diên vô hận bội bạc. La Chiếu chỉ có thể hết lần này tới lần khác giải thích sự lợi hại trong đó, lần nữa điều phối binh lực quân tần, chuẩn bị chính thức khai chiến với quân tấn, cũng là muốn hợp với hô Diên vô hận. Một khi quân tấn thừa cơ xuất kích, La Chiếu Hắn cần phải ngăn chặn chủ lực của quân tấn, để cho Hồ Diên vô hận tranh thủ cơ hội quét sạch trong nước. Tuy biết đại thế bên này đã không còn, nhưng La Chiếu Hắn vẫn phải làm hết sức. Hồ Diên vô hận cũng là đang làm hết sức đó thôi, nhằm cố gắng xoay chuyển tình thế. Chỉ huy trung tâm quân tấn ở tiền tuyến, bên trong một đình viện, Cao Phẩm ngồi trước bản đồ nhìn tình báo mới nhất vừa có trong tay, liên tục hừ lạnh. Biết rõ là triều đình Tề Quốc đã mất hết lòng người. Hô Diên vô hận vẫn không cam lòng, còn hy vọng chó cùng rứt dậu. Thế cục đã tới nước này rồi, nếu Cao Mỗ vẫn không thể đánh bại được ngươi, Cao Mỗ về quê cày ruộng được rồi a. À? Ở bên cạnh, trưởng lão của Khí Vân Tông trông thấy hắn nắm chắc phần thắng như vậy, rất cao hứng, hắn rất thích nghe vậy, lập tức vỗ tay bật cười ha ha. Chỉ là mấy lời nói, nhưng Cao phẩm hiểu rõ Hô Diên vô hận đột nhiên làm như vậy, vẫn gây khốn nhiễu cho hắn không ít bên này vốn muốn trợ giúp cố viễn đạt tạo thành thanh thế hoàn toàn phá hủy hậu cần bổ cấp của tề tần hai quân muốn binh không đánh mà thắng bây giờ bị hô diên vô hận làm như vậy sợ là không cổ động được thanh thế của cố viễn đạt bên kia rồi người trong nội bộ tề quốc dục dịch ngóc đầu dậy cũng đều bị hô diên vô hận trấn nhiếp mà hô diên vô hận rút lui toàn diện tiến hay không tiến hắn đang gặp phải tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi một khi đại quân xâm nhập sâu vào khó có thể rút lui kịp thời Nói không chừng lại phải tiến hành quyết chiến cùng Hồ Diên Vô Hận trên thảo nguyên. Thật sự nếu làm như vậy, chỉ sợ là chúng phải ý của Hồ Diên Vô Hận. Chỉ sợ là Hồ Diên Vô Hận cầu mà không được, cuối cùng ai thắng ai thua thật sự cũng chưa biết chừng. Đây đúng là việc hắn đã tận lực tránh ngay từ lúc bắt đầu. Ngay từ đầu hắn đã chứng tỏ cho Hồ Diên Vô Hận thấy rõ rằng, hắn sẽ không tới đây chơi đùa cái trò như vậy cùng Hồ Diên Vô Hận. Trong tình thế đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn không muốn nhìn thấy cục diện biến thành giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Hắn thân là thống soái của quân tấn, nhất định phải phụ trách tấn quốc, cũng như phụ trách các huynh đệ của tấn quốc, cần phải bảo hộ lực lượng của bản quốc với hạn độ lớn nhất, đánh bại được quân địch mới là lựa chọn chính xác nhất. Trường 2058, chiếm trước tiên cơ 2. Tận lực giữ vững quốc lực của tấn quốc, sau khi chiếm lĩnh được tề, vệ mới có thể khôi phục một cách nhanh chóng được. Cao Phẩm đứng dậy, Bồi hồi một hồi, đứng tại chỗ yên lặng trước bản đồ rất lâu, lâm vào những suy tính sâu xa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cao Phẩm xoay người, từ từ nói. Truyền quân lệnh của ta, nói cho cố viễn đạt, kinh thành Tề quốc thành trì dày cao, lợi cho kiên thủ, lại có ta nội ứng, bảo hắn mau sớm công chiếm kinh thành Tề quốc. Sau đó chú đóng tại kinh thành đề quốc, trên tay hắn có đội ngũ 300.000 người, đủ để phòng thủ, lệnh cho hắn phải kiên thủ cho tới khi quân ta tới tiếp viện vốn mong muốn cố viễn đạt khởi thế càn quét bốn phía sau khi đánh hạ tề kinh cắt đứt hậu cần của hai quân tề tần giờ này suy tính đến chuyện vô diên vô hận muốn tiêu diệt cố viễn đạt cố viễn đạt hoàn toàn không có khả năng ngăn cản đành phải thay đổi kế hoạch vâng truyền lệnh quan lĩnh mệnh đi ngay khí vân tông trưởng lão có vẻ lo lắng cố viễn đạt giữ thành với đội ngũ 300.000 ngàn nhân mã e rằng không thể kiên thủ quá lâu quân ta gấp rút tới kịp để tiếp viện được ư cao phẩm lạnh nhạt trả lời không thủ được cũng phải giữ, ta không trông cậy hắn có thể cố thủ, cũng không có ý định đi chi viện cho hắn. Ta chỉ lệnh cho hắn chỉ hoãn đại quân, tranh thủ thời gian cho ta mà thôi. Có thể giữ được hay không, phải xem bản lãnh của chính hắn và tạo hóa nữa. Hả, khí vân tông trưởng lão giật mình không ít, ép hắn tới tuyệt cảnh, ngươi không sợ hắn phản đầu hay sao? Cao phẩm, phản đầu, tại sao hắn làm thế? Hắn đi đến bước này, lại giết con trai của hô diên vô hận, đã không còn đường lui. Một khi hắn đánh vào kinh thành tề quốc, ngoại trừ tử thủ tề kinh ra, hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Đây coi như là con tốt thí. Khí vân tông gật gật đầu, hiểu rõ ý tứ của cao phẩm. Cao phẩm đột ngột hét một tiếng. Hắc thủy đài đâu, ngoài cửa lúc này có người truyền lệnh gọi. Rất nhanh, một người phụ trách hắc thủy đài bước vào trong, chắp tay nói. Ti trước tới nghe lệnh, cao phẩm, truyền lệnh xuống, mệnh hắc thủy đài dùng tất cả nhân viên xúi dục phải tận lực hiệp trợ cố viễn đạt mau sớm đánh vào kinh thành tề quốc người nào lười biếng quân pháp vô tình chém vâng người đến lĩnh mệnh cao phẩm mặt khác truyền tin trụ cột của hắc thủy đài mệnh hắc thủy đài vận dụng hết thảy lực lượng suy nghĩ biện pháp liên lạc với hiểu nguyệt các phải thuyết phục hiểu nguyệt các đầu hàng bằng bất cứ giá nào chuyện này người đến có chút do dự đại soái chuyện này e là khó có thể khuyên hàng cao phẩm nói việc này không cần ngươi quan tâm nói cho hắc thủy đài là đại quân ta sẽ hợp tác chiến sẽ tạo cơ hội cho hắc thủy đài chiêu hàng đi mau đi vâng người đến lĩnh mệnh đi ngay đợi người vừa đi khí vân tông trưởng lão lên tiếng hiểu nguyệt các tay cầm hùng binh làm sao mà chịu hàng cao phẩm cười lạnh lầm bầm hô diên vô hận không để ý tới ta ta cũng không quản hắn chúng ta tới thu thập từng tên từng tên một trước hết tập kết trọng binh đối phó với quân tần hiểu nguyệt các chẳng qua chỉ là một đám sát thủ hóa trang lên sân khấu Ba đại phái vệ quốc có thể đảo hướng về chúng ta bên này, đủ thấy hiểu nguyệt các sâu cạn như thế nào. Trưởng lão không ngại cứ chờ xem, không cần đánh nhau cùng quân tần, chỉ cần tập kết trọng binh gây khốn nhiễu cho quân tần. Trước sự uy bức lợi dụ và đe dọa, chắc chắn hiểu nguyệt các sẽ nhượng bộ. Đến lúc đó ta sẽ cho bọn họ hai con đường, thứ nhất là quy hàng, thứ hai ta buông tây bình quan, thả quân tần trở về tần quốc. Hiểu nguyệt các nhất định phải chọn một mà thôi, nếu quân tần hàng, tất sẽ giải tán và pha trộn vào đại quân của ta, dùng để sắp xếp đấu một trận cuối cùng với Tề. Nếu nguyện quay trở về đất Tần, thì cứ cho hắn trở về, cũng tránh tiện nghi cho Yến Quốc và Hàn Quốc. Ngày Cố Viễn đạt đánh vào Tề Kinh, cũng chính là lúc đại quân ta động thủ với quân Tần. Nam Châu phủ thành, bên trong anh Vũ Đường, Mông Sơn Minh ngồi ở trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào bản đồ thở dài một tiếng. Cao phẩm chiếm hết ưu thế, nắm giữ lòng người, lá bài tẩy có thể dùng quá nhiều. Hồ Diên vô hận thì đang vùng vẫy trong tình thế bất lợi, đã lâm vào thế bị động khắp nơi, đối mặt trước cao phẩm từng bước xúc thế, làm đâu chắc đấy, sợ là không thể cứu vãn được rồi. Thương Triều Tông khẽ lắc đầu, Tề quốc không kiên trì được bao lâu nữa, sợ là chấm dứt rồi. Mông Sơn Minh, Vương Gia, có thể liên lạc cùng Hàn Quốc bên kia. Người của Yến Quốc và Hàn Quốc có thể tập kết động thủ rồi, cần phải cướp chiếm địa bàn của Tần Quốc để chuẩn bị liên thủ chống đỡ Tần Quốc rồi. Tấn quốc thế lớn, một nhà không thể dễ dàng đối đầu được a à? thương triều tông lưỡng lự động thủ ngay bây giờ sao hiện tại quân tần vẫn đang trong quá trình đánh trận với quân tấn chúng ta động thủ trong lúc này sợ là bất lợi đối với quân tâm sĩ khí của quân tần bất lợi cho quân tần đối kháng quân tấn mông sơn minh phất tay áo chỉ vào bản đồ đại quân hô diên vô hận đã rút lui hơn hai ngày nay đã chạy đủ xa rồi đại quân cao phẩm vẫn chưa có động tĩnh gì không nhân cơ hội này mà kiếm chút lợi loạn tượng bộc phát bên trong tề quốc, tấn quốc đã đạt được mục đích. Cao Phẩm sẽ không ngồi yên nhìn Hô Diên vô hận quét sạch quốc nội bằng thủ đoạn quân sự cường thế, tại sao lúc này lại bất động. Cao Phẩm chiếm hết ưu thế, tương tự dấu vết của kim tước ổn chát ổn rất rõ ràng. Hiện tại hắn không cần liều lĩnh, cũng không để cho Hô Diên vô hận nắm mũi dắt đi. Tất nhiên hắn phải xử lý người trước mắt hắn quân tần. Không giải quyết quân tần, hắn cũng không thể an tâm thu lưới sau cùng đối với Tề Quốc như vậy hiện tại cao phẩm bất động là có mục đích rất rõ ràng đang đợi đại quân hô diên vô hận đi xa một chút chạy xa hơn chút nữa cho đến khi hô diên vô hận không thể hồi viện quân tần trong một thời gian ngắn đấy chính là lúc hắn sẽ động thủ vương gia cao phẩm chiếm hết ưu thế làm đâu chắc đấy không tất yếu phải mạo hiểm nữa cao phẩm không động thủ quân tần thì thôi một khi động thủ ắt sẽ nghiền ép bằng ưu thế tuyệt đối tác chiến trên thảo nguyên địa thế rộng mở không có thủ đoạn nào quá lớn vì vậy hắn sẽ không huyết chiến cùng quân tần. Dù sao quân tần có 2 triệu nhân mã, La Chiếu cũng không phải là hạng người bình thường, trả giá bằng huyết chiến là quá lớn. Ta dám khẳng định, Cao Phẩm ắt dùng thủ đoạn để vây khốn và quấy giày chỉ cần cắt đứt tiếp viện vốn đã không đủ của quân tần, quân tần không thể kiên trì được lâu. Thương Triều Tông chậm rãi nói, có thể thấy rõ Hồ Diên vô hận sẽ quay đầu lại. Tuy nhiên hắn không còn sự lựa chọn nào khác, không quét sạch quốc nội, một khi đại quân gián đoạn bổ túc, vẫn thất bại như cũ. Mông Sơn Minh lên tiếng, đánh tần một trận, dùng lực đối địch là hạ sách, công tâm là thượng sách. Cao Phẩm không thể không hiểu đạo lý này, ngoan cố chống cự, liều mạng một lần. Cao Phẩm cầu ổn, không muốn bỏ ra cái giá quá lớn, sẽ tránh thôi, sợ là muốn ép hiểu nguyệt các nhượng bộ. Hiểu nguyệt các luồn cúi trong khe hẹp, chờ chẽn ở trong cống ngầm đã quen, lòng tự tin không đủ, tất nhiên sẽ khuất phục. Thương Triều Tông nhìn chằm chằm vào bản đồ, mắt nói hay nói cách khác đến lúc đó quân tần chỉ có hai con đường để chọn hoặc là hàng hoặc là ánh mắt hắn chợt nhìn chằm chằm về tây bình quan rất có thể cao phẩm sẽ thả quân tần trở về lãnh địa tần quốc cho yến hàn xua quân tây tiến vào gây trở lực nói không chừng tấn quốc còn có thể cung cấp một nhóm lương thảo cho quân tần khiến cho tần quốc tiêu hao với chúng ta mông sơn minh đúng vì thế nếu chúng ta phải động thủ nhất định phải chặt đứt đường chọn lựa của quân tần quay về ép quân tần đối mặt trước hai lựa chọn khác chương 2059, Thượng tướng quân bắt đầu không giảng đạo lý một Hoặc là hàng, hoặc là tử chiến với quân tấn cho đến phút cuối cùng. Tóm lại chúng ta phải chiếm được tiên cơ trước, bằng không đợi đến tình hình chiến đấu rõ ràng thì quân tần đã quay về, cho dù chúng ta có tập kết chuẩn bị đội ngũ cũng không còn kịp nữa. Một khi quân tần quay trở về xảy ra, nhân mã lưu thủ của tần quốc sẽ tăng thêm ý chí chống cự ít nhiều, quân ta công chiếm lãnh địa tần quốc bất lợi. Một khi quân tần bỏ vũ khí trở về đông, Quân tần buông bỏ vũ khí rồi sẽ không có lựa chọn nào khác, sẽ bị cao phẩm bước ra Tây Bình Quan. Cao phẩm nắm được Tế quốc đã thành định cục, có quân tần trợ lực hay không không quan trọng. Tất nhiên hắn sẽ ép quân tần tuân thủ hứa hẹn quay trở về đất tần, trả lại vũ khí hoặc tặng cho một số lương thảo, gây ra phiền toái lớn cho chúng ta. Tốt, Thương triều tông dùng quyền kích trưởng, hạ quyết tâm. Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán nhất định lâm vào loạn. Quyết định như vậy đi, chiếm tiên cơ trước, động thủ trước ta sẽ liên lạc cùng Hàn Quốc, về phần triều đình Yến Quốc, hắn có thể phủi qua. Lợi ích to lớn như vậy, ba đại phải Yến Quốc không thể không chiếm. Mông Sơn Minh chợt nhỏ giọng cần phải hỏi ý tứ của đạo gia bên kia một chút. Đương nhiên rồi, thương triều tông khẽ gật đầu, như hiểu đạo bên kia tuy nói để cho bên này tự chủ làm chuyện của bản thân mình đấy, sẽ không quản nhiều bên này. Tuy nhiên đây không phải là chuyện nhỏ, vẫn phải hỏi ý kiến cho hợp lý vạn nhất có điều gì không nhất trí thì sẽ bị lúng túng a à. kết quả không có gì thay đổi đối mặt với việc xin chỉ thị của thương triều tông như hữu đạo chỉ nói một câu các ngươi thấy thế nào cứ làm như thế ấy là được thương triều tông lúc này mới yên lòng phát hiện vị đạo gia này cũng có dã tâm lớn đấy một chuyện lớn như vậy đều dần dần cũng không xem ra gì rồi cũng không muốn hỏi nhiều nhớ lại hồi đó giao chiến cùng tống quốc có thể nói là một mực ẩn nấp theo sát động tính của đại quân lo sợ xảy ra chuyện gì bất ngờ trên thực tế, đích xác nhiều hiếu đạo đã không quan tâm tới cái gọi là cuộc chiến diệt quốc nữa rồi, hơn nữa đám người thương triều tông còn rất có năng lực. Phương diện nội chính có Lam Nhược Đình, Lam Nhược Đình có thể xử lý nội chính rất gọn gàng ngăn nắp. Còn phương diện quân sự thì bản thân thương triều tông cũng không tệ. Huống chi còn có mông sơn minh một cao thủ về chiến lược, chiến thuật đỉnh cấp như vậy. Những người này đánh giặc dường như không cần lo lắng sẽ bị thiệt thòi gì dù sao bản thân mình cũng không hiểu chuyện đánh giặc những người này thích làm như thế nào thì cứ làm thế ấy đi họ không phải là những người làm loạn hẳn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn về phần tu hành giới nếu có vấn đề gì ba đại phái này hay là ba đại phái khác ai dám nhảy ra ngoài tìm phiền toái hắn tự có thể giải quyết giúp nhóm người thương triều tông dựa vào thế lực hiện tại của hắn thật không đáng lo hắn chỉ có một ràng buộc đối với những người thương triều tông kia chính là nhóm thế lực này nhất định phải được hắn nắm giữ trong tay một khi có ảnh hưởng đối với thế cục mà hắn đối mặt nhất định hắn phải mang ra sử dụng bất cứ lúc nào sau khi đối mặt ngắn ngủi với thương triều tông vân cơ đưa tới phong tin tức do thánh cảnh bên kia truyền đến Như hữu đạo xem tin tức sau đó hơi cau mày lẩm bẩm dược cốc chỉ trên một hòn đảo có một số việc không thể giấu được thất thánh sự việc nguyên sắc đi dược cốc đã bị lục thánh khác phát hiện được lục thánh dùng cái mông cũng có thể đoán được nguyên sắc chạy đi tìm quỷ y để làm gì nhất định là vì chữa mắt còn chuyện chữa trị như thế nào thì không rõ lắm tin tức này là một trong tin tức từ xa như lai bên kia truyền đến nghiêu hữu đạo cũng chỉ xem vẫn chưa coi trọng lắm chủ yếu là hắn cũng không tiếp cận dược cốc tốt lắm vì thế không tiện ra tay căn cứ theo hiểu biết của hắn từ xa như lai sự tồn tại của quỷ y đang có chút lúng túng giết chết thì đáng tiếc dường như còn có chút dự bị sẵn để dùng nhưng nếu quy về một nhà nào đó trong cửu thánh những người khác lại không muốn vì thế đưa ra một cái đảo nuôi dưỡng vậy thôi trên đảo có người của cửu thánh, hiện tại hẳn là người của thất thánh. Muốn lấy thuốc gì, thất thánh bên kia truyền một lời là dược cốc bên này sẽ có người nhà sắp xếp an bài. Hàn Quốc, trong ngự thư phòng, Hoàng đế nhiếp Trấn Đình và Đại tư Mã Kim Tước đang đứng trước địa đồ. Sau khi xem qua tin tức do Thương Triều Tông truyền đến, Kim Tước cứ đối chiếu bản đồ hết lần này đến lần khác, cuối cùng gật đầu nói. Thương Triều Tông nói không sai, quả thật là có khả năng cao phẩm sẽ làm như vậy, chiếm tiên cơ trước rồi mới động thủ đây e rằng là từ cặp mắt tinh tường của mông Sơn Minh. Nói đến đây thì thở dài một tiếng, nhiếp chấn đình khẽ cười, đại tư mã cớ gì mà than thở, kim tước run tờ giấy trong tay, cười gượng, nếu không có cái này nhắc nhở, lão thần cũng không nghĩ ra việc này. Nhãn quang chiến lược của lão thất phu mông Sơn Minh kia quả thật là sắc bén, cho thấy lão ta nắm rõ cục diện chiến đấu biến hóa. Chỉ vẻn vẹn nhãn quang liệu địch tiên cơ này, lão thần cảm thấy cũng không bằng. Trên chiến trường, chỉ cần nhờ vào nhãn quang ấy là có thể chiếm được lợi ích to lớn. Lão thất phu này sớm hay muộn chính là đại hỏa của Hàn Quốc ta. Nhiếp Trấn Đình Trấn An, đại tư mã quá lo lắng rồi, không phải là đại tư mã không át chế được lão thất phu sắc xảo đó. Kim Tước lắc đầu, không phải là ta lo lắng thái quá, ta đã giao thủ với lão ta, lão thất phu này chỉ cần vừa ra chiến trường là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gần như là bách chiến bách thắng. Người nào đối mặt cũng phải sợ hãi trong lòng. Trước đó Ngô Công Lĩnh cũng thế, lúc đầu còn dám lớn lối chơi đùa, thái độ không coi ai ra gì, chờ lão thất phu kia vừa xuất núi, Ngô Công Lĩnh đối mặt với lão là hoàn toàn không còn lá gan nào, sợ tới mức chạy khắp nơi. Nói ta có thể ngăn được phong mang của lão, chính là phóng đại a. Năm đó thật sự là không ai có thể ngăn cản được hắn. Tiên đế mới xem lão thần là kỳ vọng cuối cùng, không biết lão thần năm đó cũng bị lão thất phu này bức cho không thể làm gì được. Đánh không thắng được phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể phòng thủ mà thôi, cuối cùng không thể chạy trốn, lão thần bị bước đến mức phải điều nghiên nghĩ đủ cách phòng thủ. Có thể có nắm chắc phần thắng, ai lại đi một mực phòng thủ như vậy chứ? Lời này thật ra là nói thật, Nhiếp Chấn Đình nghe xong cười một tiếng, nói ra. Đại tư Mã quá lo lắng, nhân lực không thể thắng thiên, đại tư Mã trẻ tuổi hơn lão ta sẽ chiếm được phần thắng. Mông Sơn Minh tuổi tác không còn nhỏ, đã toan về già, còn có thể sống mấy năm nữa đây chỉ mấy năm nữa là lão sẽ chết thôi người chết không đáng lo a à. kim tước hơi im lặng ngẫm lại cũng là đạo lý liền chắp tay nói bệ hạ anh minh hô diên vô hận rút quân toàn diện không có bất kỳ cử chỉ phòng thủ nào đối với tấn quốc khiến cho thiên hạ sao động nhưng thật sự cả kinh vẫn là triều đình tề quốc quan lớn thân tín dưới tay của lương thừa tướng bị vọng sát tức giận không thôi đương triều tấu lên khiển trách yêu cầu triều đình nghiêm trị hô diên vô hận tuy phẫn nộ là có thật nhưng chỉ là làm cho người bên dưới nhìn một chút thôi ai có thể làm gì hô diên vô hận đây triều đình có bản lãnh thử hạ chỉ thay đổi hô diên vô hận xem lúc này ai dám thay đổi đổi người khác cũng không hàng được mấy triệu nhân mã đó binh quyền không phải là một mâm thức ăn không phải dọn lên bàn rồi ai cũng có thể ăn nhiếp chính thái tử hào hồng vừa giận vừa sợ hô diên vô hận trực tiếp vượt qua triều đình trực tiếp dùng quân lệnh ngự trị trên ý chỉ triều đình là ý tứ gì chương 2060, Thượng tướng quân bắt đầu không giảng đạo lý hai Đây chính là ỷ vào binh quyền giá không triều đình cùng mình hay là sao? Quân lệnh lấn át ý chỉ triều đình, quân lệnh còn có tác dụng so với ý chỉ triều đình, hắn còn chính nhiếp cái quỷ gì? Đáng sợ nhất là, cấm vệ quân hộ vệ an toàn cho hắn cũng nằm trong tay hô diên ra. Bây giờ giải trừ chức vụ thống lĩnh cấm quân của hô diên cũng không được, không giải trừ cũng không được, không gì khác hơn là ban thưởng cho hô diên uy, đồng thời cho mẫu hậu thường xuyên về hô diên ra với danh nghĩa thăm nom con gái và cháu ngoại thường tìm hô diên uy để tâm sự từ xưa đến nay những bậc đế vương đều kiêng kỵ đối với đại tướng cầm binh quyền đơn giản là như thế có thể làm như thế nào đây lúc này không dám làm gì hạo hồng chỉ có thể tìm tới ba đại phái nhưng bản thân ba đại phái nhất thời cũng không đề xuất được chủ ý của mình đối mặt trước thế cục cũng dối tung dối mù thái độ có chút lập lờ nước đôi trong mắt thế nhân đây hẳn là Hồ diên vô hận nổi giận rồi, là muốn báo mối thủ giết con đây. Nhưng hiệu quả đã rõ ràng, Hồ diên vô hận đến đây vì thủ oán riêng, coi thường triều đình, chạm đến kẻ nổi điên thì đều bị diệt môn, ngay cả triều đình cũng không thể ước thúc, quy tắc trò chơi đã vô dụng đối với Hồ diên vô hận rồi, biểu hiện thái độ bằng mặt mà không bằng lòng, ai mà không sợ. Trong lúc nhất thời, quân lệnh đi đến đâu cũng được chấp hành một cách thận trọng dè dặt. Trong một thời gian ngắn không ngờ đã kiếm ra 20 vạn nhân mã, cố làm lì đưa đầu chịu trận tiến lên nghênh đón giao chiến cùng phản quân cố viễn đạt. Nhưng đi được đến bước này, nội bộ tề quốc đã bị hàng trăm hàng ngàn vết thương. Đất nước đã không còn là đất nước, đích thật là đại thế đã mất. Tình huống trước mắt không ổn, có không biết bao nhiêu người ngầm thông giao cùng tấn quốc. Rất nhiều người đã chủ động chịu cho tấn quốc nắm thóp, biểu lộ cho thành ý đầu hàng của mình. Bị hô diên vô hận làm như vậy, cũng không dám phản công khai, nhân mã tấn quốc nước ở xa không cứu được lửa gần, hiện tại ai nhảy ra ngoài chính là muốn chết. Cho dù tập kết cùng một chỗ, cũng không dám đi chiến cùng hô diên vô hận, vậy coi như bức bách tấn quốc cũng vô dụng mà thôi. Chỉ có thể âm thầm làm tay chân, vì thế nhân mã chắp phá nhiều lần bị bại vào tay của phản quân Cố Viễn Đạt. Bất quá ít nhiều vẫn làm trì chế tốc độ hành quân của Cố Viễn Đạt, tranh thủ chút ít thời gian cho viện quân tề quân và quân tần chạy tới. Ba đại phái tề quốc vừa thấy, a hát, phát hiện hô diên vô hận xử lý rất hữu hiệu, Cục diện đã tới bước này đâu còn quản triều đình chết sống cái gì nữa, đối mặt trước thuyết pháp của triều đình càng trở nên lập lờ nước đôi rồi. Đối mặt trước trạng thái bất lợi của phản quân cản trở, Hồ Diên vô hận không phải là người ngu. Mấy chuyện mờ ám trên chiến trường kia, hắn vừa nhìn đã hiểu ngay. Tuy nhiên thế cục như vậy, hắn cũng không chọc thùng trở mặt, nếu vạch mặt hoàn toàn, e rằng những người kia không công nhiên phản loạn cũng không được. Nếu đã có một đám người chơi đùa như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Đại quân trải qua châu phủ nào, nhất loạt mở ngân quỷ cướp đoạt kho lương thực, muốn ép hết lấy hết lương thực của một ít người cất riêng ra. Muốn che giấu thực cũng vô dụng, giao lương thực hay là giao cái đầu của mình, hoặc là dứt khoát khởi binh tạo phản, tùy tiện cho các ngươi lựa chọn, không miễn cưỡng chút nào. Quy định trong kỳ hạn giao ra lương thực theo quy định, miễn cho khỏi chết. Không có đủ lương thực, các ngươi có muốn phản như thế nào thì phản như thế ấy. Không nộp lương thực, nguyện ý giao cái đầu vậy, dĩ nhiên là dễ nói rồi. Nguyện ý khởi binh tạo phản, cứ việc làm đi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Muốn chạy, quân đội thám tử không phải là ăn chay, tốc độ tập kích của kỵ binh dũng mãnh cũng tạm được, trên tay còn có một số lượng lớn tu sĩ có thể dùng. Huống chi, tu sĩ của ba đại phái tề quốc trấn giữ các nơi vẫn hợp khá tốt. Hồ Diên vô hận xuất thân từ cầm binh tác chiến, không ỷ vào việc đánh không chuẩn bị, trước khi động thủ đã cho tu sĩ các nơi sớm hợp trước. Ví dụ như trước đó khống chế gia quyến của một số người, chờ đến hắn vừa động thủ các nơi đều bị náo loạn trở tay không kịp không nghĩ tới hô diên vô hận dám như thế làm thượng tướng quân bắt đầu không giảng đạo lý vậy các bên liên quan cũng không nói đạo lý nguyện ý giao cái đầu và dám tạo phản trước mặt đại quân thượng tướng quân không có một người nào chỉ có biện pháp giao nộp lương thực ra một số lương thực thuộc sản nghiệp dự trữ của quan lớn trong triều đã bị hô diên vô hận trực tiếp phái binh tịch thu với cái tên mỹ miều là hiến tặng nói sau này triều đình sẽ trả Trước đó phái nhân viên điệp báo đi điều tra, xem người có người nào đỡ lưng trong chiều, một khi phát hiện có lương thực liền trực tiếp phái binh đánh tới ép phải quyên góp. Ngay cả người của lương thừa tướng cũng giết, đâu còn quản những người khác a. À. Tóm lại, Hồ Diên Vô Hận chỉ muốn xoay sở quân lương trong thời gian ngắn nhất, nhằm duy trì sự tồn tại lâu dài cho đại quân. Đây thật ra không khác gì là cướp bóc, nhưng Hồ Diên Vô Hận cũng không còn cách nào, thông qua con đường gom góp lương thảo theo cách bình thường từ trên xuống dưới nơi nơi đều than khổ than nghèo, bầy khó khăn. Thủ đô sắp bị tiêu diệt rồi, nếu mọi người còn khó khăn, vậy Hô Diên vô hận không làm gì khác hơn là tự mình động thủ để giải quyết khó khăn. Trên triều đình tề quốc người người oán trách, công kích Hô Diên vô hận như nước thủy triều. Tuy nhiên chỉ là trinh phạt ngoài miệng, còn thực tế không hề có biện pháp nào đối với Hô Diên vô hận. Vốn ba đại phái còn có thể áp chế ngăn lại Hô Diên vô hận, nhưng giờ này ba đại phái cũng bắt đầu giả chết rồi đây rõ ràng là ngầm cho phép Hồ Diên vô hận làm như vậy. Sau khi thấy rõ sự mờ ám của đội ngũ chư hầu ngăn trở phản quân, Hồ Diên vô hận cũng hành quân với tốc độ chậm lại, thậm chí phương thức hành quân khiến cho người ta cũng không hiểu rồi. Đại quân bắt đầu hối hả ngược xuôi, không đường đường chính chính tiến tới kinh thành. Nói trắng ra là đang quyết tâm kiếm lương thực, đại quân xuất ra bốn phía nhằm kiếm tìm lương thực. Đây là phương thức cướp bóc có quy mô tổ chức, còn được phân công xác định rõ ràng, còn có thám tử đi điều tra, thật sự lợi hại hơn rất nhiều so với giặc cướp bình thường. Quân Tấn, Trung Su nơi Tiền Tuyến, Cao phẩm ngồi im trong đường, cầm tin tức trong tay mà xem, yên lặng đã lâu. Khí Vân Tông trưởng lão trầm giọng nói: "Hồ Diên vô hận đang làm trò gì thế?" Cao phẩm hít sâu một hơi, đáp: "Còn phải nói sao, hắn đang dự trữ một lượng lớn lương thảo, đang chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài." Khí Vân Tông trưởng lão hừ hừ nói: "Hắn thật có thể, thân đường đường là tề quốc thượng tướng quân." Không ngờ lại Tung binh cướp bóc tranh giành lương thực trong đất nước của mình. Không, không phải là Tung binh tranh giành lương thực, mà là tự mình chỉ huy mấy triệu đại quân cướp bóc lương thực. Cao phẩm thả tin tức trên tay xuống, tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói. Nghe nói trước đó hắn tấu lên triều đình tề quốc, tự xin tạ tội, tự nói tội không thể tha. Tội không thể tha, tội không thể tha, bây giờ ta có thể hiểu một cách đại khái rằng hắn có ý gì, thật đúng là tội không thể tha. Báo, một tướng sải bước đi vào gấp giọng báo cáo đại soái quân tần cũng rút lui toàn diện về đất tề quốc theo thám tử báo quân tần đã phái ra mấy đạo nhân mã đi tới gần các châu phủ để cướp bóc lương thực cái gì cao phẩm thất kinh quát dò xét lại lần nữa đi không cần dò xét nữa đích xác là quân tần đã rút lui cũng đích xác là đi cướp bóc lương thực rồi hồ diên vô hận nhận ra mưu đồ của cao phẩm đã truyền tin cáo chi cho la chiếu khiến la chiếu cũng chỉ huy đại quân rút lui và đi cướp bóc lương thực chương 2061, giúp nguyên sắc một phen. Tề quốc lớn như vậy, Hồ Diên vô hận nhất thời cũng không đoạt được. Hắn chỉnh quân đánh từ phía Tây, bảo la chiếu xoái lĩnh quân tần bắt đầu chỉnh từ phía Đông. Mục đích chỉ có một, dự trữ đủ lương thảo, và chiến đấu tới cùng với Tấn Quốc, tuyệt đối không nói bại, tuyệt đối không để cho Tấn Quốc chiếm lĩnh Tề quốc một cách dễ dàng. Cừ thật, Hồ Diên vô hận đã mở miệng, còn cho tu sĩ chấn giữ mọi nơi ở Tề quốc hợp, quân tần lập tức không hề bị sức ép gì lập tức triệt binh rào rào cao phẩm được biết tình huống này lập tức một cái đầu hai cái đấu lớn mưu đồ trước đó đối với quân tần tan vỡ không nói giờ này có một vấn đề khó khăn bằng trời đang bày ra trước mắt hắn giờ này quân tấn còn còn muốn thủ vững phòng tuyến kiên thủ có nghĩa là ngồi xem quân địch dần dần chuẩn bị lương thảo nếu như đánh chỉ sợ quân địch đang chờ hắn đến quyết nhất thư hùng hồ diên vô hận ném một vấn đề khó khăn cho hắn tề quân tạm dừng để nghỉ dưỡng sức Hồ Diên vô hận đi tới trước một đống lương thực mới lấy được, sau khi sờ nắm kiểm tra lương thực trong giây lát, lúc này quay sang hai bên nói: "Trước khi cho vào nồi cần phải kiểm tra kỹ, phòng bị địch nhân đầu độc lương thực chúng ta thu thập về." "Vâng, quân sĩ hai bên chắp tay lĩnh mệnh, không ít người thậm chí còn vui vẻ, trong tay có lương thực nhất định trong lòng không bất an." Hồ Diên vô hận vỗ vỗ lên vai một vị tiểu binh, xoay người rời đi, thẳng tiến tới Tam đại phái trưởng lão. Tam trưởng lão đi tới bên cạnh hắn, cùng nhau dạo bước. Thiên hỏa giáo trưởng lão lên tiếng, thượng tướng quân, phản quân đã sắp tới kinh thành, trong chiều trên dưới đã giống như kiến bò trên chảo nóng. Thành thơi vừa đi vừa nghỉ như ngươi, tông môn không thể nói chuyện ra sao với triều đình. Đi lên một gò núi, hô diên vô hận tay vịn bảo kiếm bên hông, nhìn theo hướng kinh thành xa xa. Chẳng lẽ trưởng lão còn tưởng rằng kinh thành có thể thủ được hay sao? Đại khâu môn trưởng lão trầm giọng nói, có người vạn nhân mã tại kinh thành, công sự phòng ngự của kinh thành chắc chắn kiên cố không thể gãy ngoài ra có đầy đủ dân phu lại có ba phái tông môn ta đích thân chấn giữ nhất định là có thể kiên thủ được hơn một tháng hồ diên vô hận lắc đầu lòng người phân tán e rằng không thể tra xét hết nội gián trong kinh thành có thể thấy rõ là phương thức ngăn chặn của chư hầu trước đây không có tác dụng ba vị trưởng lão chúng ta có cần đánh cuộc hay không ta cá là phản quân vừa đến không được bao lâu thì trong kinh thành đã có người mở cửa cho địch vào nếu kinh thành có thể thủ được đại quân chủ lực của ta nhanh một chút hoặc chậm một chút cũng không quan trọng gì hai đường viện quân đã đủ giải vây cho quân phòng thủ kinh thành nếu kinh thành giữ không được khi hai đường viện quân đến nơi đại quân chủ lực của ta cho dù chạy gãy chân cũng không kịp a à. vừa nghe trong kinh thành có nội ứng của địch quân huyền binh tông trưởng lão dậm chân la một tiếng tại sao không nói sớm ba vị trưởng lão vội vã rời đi nhanh chóng thông phong báo tin cho tông môn để có chuẩn bị cha hổ đến bên cạnh hô diên vô hận tướng quân không có lòng tin đối với phòng thủ kinh thành ư hô diên vô hận lắc đầu đáp nghe theo mệnh trời đi cha hổ lo lắng nói đây chẳng phải là gia quyến trong phủ sẽ gặp nguy hiểm tại sao tướng quân không nói sớm dứt lời định xoay người đi an bài lão hổ hô diên vô hận quay đầu kêu lên cha hổ xoay người nhìn lại hô diên vô hận nói không chỉ có gia quyến của ta ở kinh thành không ít gia quyến của vinh đệ đều ở kinh thành Ngươi có thể dẫn họ đi hết được sao? Gia quyến của ta không thể đi, vừa đi là toàn bộ quân tâm của quân phòng thủ quân kinh thành liền tản. Đường đường kinh thành của Tề quốc, kinh đô của một quốc gia, hội tụ lực của một nước, 10 vạn quân phòng thủ, tường thành cao mất chắc chắn. Nếu ngay cả một chút phản quân cũng không đỡ nổi, như vậy còn ra thể thống gì đây? Gia quyến của ta vừa đi, gia quyến của các quan cũng chạy ngay lập tức. Các quan an ổn tại chỗ đó thì bọn họ mới có thể liều mạng giữ thành quân tấn vẫn còn ở bên ngoài lãnh thổ nước còn chưa tới đó mà quân địch không phát binh sao thủ đô bị chiếm được chứ bọn họ phải canh giữ ở đấy cho ta nhất định phải kiên thủ cho đến khi viện quân đến vẻ mặt của cha hổ dầu dĩ nhưng nếu không thủ được phải làm sao bây giờ chẳng phải là người nhà bị nguy hiểm nguy hiểm hô diên vô hận ngắm nhìn bốn phía như đang tự lẩm bẩm ta tung binh đoạt lương thực của các châu phủ các châu phủ quay đầu ắt sẽ cướp đoạt dân chúng hành động lần này của ta chính là mang đến cho dân chúng tề quốc một đại nạn. Tội không thể tha, Nam Châu Phủ Thành, nội đường oai hùng. Sau khi biết tin mới về hướng di chuyển của tề quân và quân tần, Mông Sơn Minh hết chỗ nói rồi. Tính sai rồi, Mông Sơn Minh không ngờ hô Diên vô hận lại có thể làm được chuyện như vậy, có thể chỉ huy mấy trăm vạn đại quân cướp bóc lương thực bốn phía trong nước mình, còn tiện thể mang quân tần làm chuyện này. Thương Chiêu Tông lắc đầu than thở, làm ra chuyện như vậy, dân chúng ắt oán hận sôi trào, cho dù sau này có thể bảo vệ tề quốc, trừ phi hắn cầm binh tự lập, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Từ hoàng quyền cho tới cả triều trên dưới, cùng với thiên hạ dân chúng đều bị hắn đắc tội một lần. Chỉ sợ ba đại phái không xử trí hắn, không cấp cho tề quốc trên dưới một công đạo cũng không được. Mông Sơn Minh không nhịn được nữa, lắc đầu, không phá thì không xây được, chỉ mong hắn có thể thành công. Tề Kinh, trong một tiểu viện yên tĩnh, có người gõ cửa. Quách mạn mở cửa, nhìn thấy người tới dẫn theo một người đội nón tre sau khi hỏi rõ người đến là ai thì nhanh chóng mở cửa cũng mau mau chạy vào trong báo tin chốc lát sau vô tâm và nhan bảo như vội vã đi ra sư phụ sao ngài lại tới đây vô tâm hành lễ với người tới người ấy chính là quỷ y quỷ y không nói nhiều lời giơ tay lên tỏ ý cho thầy trò nên vào phòng trong nói chuyện sau khi ngồi yên vị trong phòng quỷ y lên tiếng ngay nghe nói phản quân sắp kéo binh đến dưới thành nơi này sắp trở thành chiến trường. Ngươi còn định ngồi ý ở đây hay sao? Hắn vốn là đi ra để tìm con mắt thích hợp cho nguyên sắc, nhưng nghe nói tình huống nơi này, liền cố ý tới một chuyến. Vô tâm đã trầm mặc, đã hiểu ra, sư phụ tới đây là khuyên mình nên rời đi, theo như hắn biết, thiệu liễu nhi còn bị triều đình giam lỏng trong vương phủ. Nếu thật sự là phản quân công thành, thành không phá thì thôi, một khi phá thành. Suy nghĩ ngổn ngang trăm mối một hồi lâu, vô tâm mới gượng cười, nói con không có việc gì, vẫn còn nhờ hào quang của sư phụ. Cho dù chiến sự có như thế nào đi nữa, cho dù tòa thành này thuộc về người nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức xông vào đây làm khó con. Quỷ y lạnh nhạt nói, vi sư có chút việc, muốn ngươi giúp ta một chút. Nguyên sắc thánh tôn tìm đến ta rồi, hắn kể chuyện nguyên sắc muốn thay mắt xong, nói, chúng ta là chị bệnh cứu người đấy, không làm chuyện thương thiên hại lý. Bởi vì tìm mắt di thực thích hợp khá phí công phu, chuyện này một mình ta chạy ngược chạy xuôi không làm nổi. Nguyên sắc bên kia lại nóng vội thúc giục, ngươi đi theo ta đi, giúp ta một chút. Vô tâm vừa nghe biết ngay là viện cớ, vẫn là sợ hắn gặp nguy hiểm ở chỗ này, bấy giờ mới nghiêm mặt nói. Đệ tử tạm gác lại nơi này chính là đang giúp cho sư phụ. Đến lúc đó nơi này tất có một lượng lớn người thương vong, thực sự thích hợp tìm vật di thực, cũng miễn làm chuyện thương thiên hại lý A. À. Quỷ y nghẹn không nói nên lời, không ngờ lại bị trận không thể lên tiếng biết đồ đệ vẫn không buông được nữ nhân đó, không chịu rời đi. Tuy vậy lời nói của đồ đệ lại có vài phần đạo lý, đến lúc đó tất nhiên nơi này sẽ có một lượng lớn thương vong, phế vật lợi dụng mạnh hơn nhiều so sánh với thương thiên hại lý. chương 2062, ông bạn giả một Cuối cùng, quỷ y cũng không đi, một phần vì muốn tìm di thực thích hợp cho nguyên sắc, một phần là ở đây cũng thuận tiện bảo vệ cho vô tâm. Lần này hành sự có nguyên sắc đỡ lưng ở phía sau, thật ra không sợ có người dám làm loạn. Trong mật thất Nam Châu, Nghiêu Hiếu Đạo cầm mật thư tra xét, đứng dậy, lẩm bẩm tự nói. Là di thực nhãn cầu cho nguyên sắc, mật thư do Quách Mạn truyền đến, sư đồ quỷ y đang chuẩn bị, Quách Mạn thân là trợ thủ, cũng biết tình hình rồi. Nghiêu Hữu Đạo buông mật thư xuống, bồi hồi, hắn biết chuyện nguyên sắc trở thành độc nhãn long. Lần trước xa như lai like báo tin nguyên sắc tìm quỷ y, hắn chưa xem là chuyện quan trọng, bởi vì khó có thể chạm đến dược cốc bên kia. Đột nhiên hắn suy một tiếng, thật là đúng ha, không ngờ chỉ trước mắt sẽ đưa đến tay của ta vân cơ bên cạnh lên tiếng ngươi lại muốn làm gì nghiêu hữu đạo không làm gì muốn giúp người hoàn thành ước vọng giúp nguyên sắc một phen vân cơ hồ nghi ngươi có lòng tốt như vậy thật sao không phải là ngươi muốn quỷ y ám sát nguyên sắc sao nghiêu hữu đạo cười ha hả đáp ngươi nghĩ nhiều rồi cho dù quỷ y muốn cũng không có lá gan đó thật ra ta nghe nói một nữ nhân bên cạnh nguyên sắc mới là tâm phúc thật sự của nguyên sắc không biết nàng này có thể nguyện dâng một mắt cho nguyên sắc không hắn nhếch miệng lên nở một nụ cười giả tạo sau đó xoay người trở về án và ngồi xuống đắn đo trong phút chốc rồi tự mình nâng bút viết một phong thơ thổi khô và đưa cho vân cơ cũng nên tìm chút chuyện làm cho thiệu bình ba rồi thiệu bình ba làm chuyện này rất thuận tiện mau đưa mật thư này cho thiệu bình ba bảo phải làm theo như nội dung trong thư dĩ nhiên là vân cơ không kiềm chế được nhìn xuống nội dung mật thư nàng chỉ thấy trong thơ nói tới việc nguyên sắc tìm quỷ y để nhờ để cấy ghép nhãn cầu cho mình bảo thiệu bình ba suy nghĩ biện pháp khiến cho quỷ y đưa mục tiêu di thực lên trên người của nguyên phi trong thơ còn cố ý nhắc nhở một câu rằng quỷ y rất quan tâm đến đệ tử vô tâm thiệu bình ba nhận được thư tín rồi ngồi cạnh án bên trong thư phòng cầm tin đưa mắt nhìn đã lâu không lên tiếng thiệu tam tỉnh thử nhắc nhở giả vô quần đang có chủ ý đánh liếu nhi tiểu thư ngay cả hắn cũng nhận ra làm sao thiệu bình ba có thể không nhận ra hắn cố ý nhắc nhở quỷ y quan tâm đến người đệ tử vô tâm kia không phải là nhắc nhở ta hạ thủ lên trên người của vô tâm mà là tới liễu nhi được vô tâm quan tâm thiệu tam tỉnh buông tiếng thở dài thật ra giả vô thiệt kia biết rõ tình hình nắm lấy tiểu thư là nắm được vô tâm nắm được vô tâm là có thể chi phối được quỷ y chỉ có điều chuyện này không phải là chuyện đùa hạ thủ với tâm phúc của nguyên sắc quỷ y dám sao thiệu bình ba nói Ta làm sao mà biết được, ta không biết gì tình hình của nguyên sắc ấy. Thiệu tam tỉnh không hiểu, nếu giả vô thiệt đã biết rõ nên làm như thế nào, vì sao còn muốn mượn tay của đại công tử. Thiệu bình ba đáp, bởi vì liễu nhi là muội muội của ta, hắn muốn ta xử lý, ta không làm, hắn sẽ làm. Nếu ta không làm, một khi hắn động thủ, xuống tay với liễu nhi nặng nhẹ ra sao thật khó mà liệu rồi. Nhưng nếu ta ra tay chính là càng lún càng sâu, trước có làm đạo lâm, sau có nguyên sắc. Thiệu Tam tỉnh kêu lên: "Ôi, hạ thủ với tâm phúc của Nguyên Sắc có ích lợi gì chứ?" Thiệu Bình Ba trả lời: "Đơn giản là hãm hại hoặc ly gián, châm ngòi các loại, hoặc là đảo loạn nhằm vào bên kia, hoặc muốn lợi dụng Nguyên Phi làm cái gì đó, không ngoài mấy dạng này." Sau đó đứng dậy nói tiếp: "Ta muốn đi gặp Lam Minh một chút, hỏi thăm hắn xem tình hình của Nguyên Sắc và Nguyên Phi." Thiệu Tam tỉnh gật đầu: "Lão nô giờ sẽ đi an bài." Thiệu Bình Ba: "Còn nữa, Cố viễn đạt phản quân sắp tấn công tề kinh, tình hình của Liễu Nhi bên kia ngươi nên quan tâm kỹ càng một chút. Thiệu tam tỉnh, đại công tử yên tâm, lão nô lưu ý nói qua với phía bên hắc thủy đài rồi, tránh khỏi ngộ thương cho tiểu thư rồi. Cuối cùng phản quân đã kéo binh đến dưới thành, phát động một trận tấn công mãnh liệt. Kinh thành trên dưới lòng người bàng hoàng, cường tráng trẻ trung đều bị hợp, hiệp trợ giữ thành. Thành trì Tề Kinh được xây dựng nhằm để phòng ngự cho thủ đô của một quốc gia. Thành trì dày và cao vót, chịu đựng được tấn công, thêm nữa là chuẩn bị sơ kỳ ứng đối phản quân. Trước 10 vạn nhân mã kiên thủ, thêm ba đại phái tề quốc chấn thủ hiệp trợ, phản quân mấy lần cường công cũng khó mà dung chuyển, bị không ít tổn thương. Vừa thấy trạng thái tấn công như vậy, cố viễn đạt cũng có chút nóng vội. Nếu chậm trễ chế, chế tấn công không được, một khi kéo dài tới lúc 30 vạn viện binh tề quân và quân tần kéo đến, như vậy phiền toái rất lớn. Những thành tường khác phòng ngự không chắc chắn bằng tề kinh, không thể chiếm cứ thành này, làm sao có thể kiên thủ lâu dài chống đỡ đại quân vây tiếu của Hồ Diên vô hận. Không phải các ngươi nói có nội ứng trong quân phòng thủ trong thành xúi dục các ngươi hay sao? Vì sao lại chậm chạp không thấy nội ứng hợp? Trung quân cố viễn đạt ở trong trướng, cuối cùng không nhịn được liền nổi giận với người của Hắc Thủy Đài đi theo. Hắn biết rõ, vật tư trong tề kinh phong phú, nhân lực không thiếu. Hơn nữa với 10 vạn quân phòng thủ, nếu không có nội ứng hợp, chỉ dựa vào 300.000 nhân mã của hắn thì hoàn toàn không có khả năng đánh tới đến một triệu nhân mã cũng chưa chắc là hữu dụng, nếu cứ như vậy mà đón đánh xuống, toàn bộ 300.000 nhân mã của hắn thế nào cũng phải nằm ngủ ở chỗ này. Nhân viên Hắc Thủy Đài lúc này giải bày khó khăn, đại tướng quân, không phải nội ứng không hợp, theo tin tức bên trong truyền ra, ba đại phái Tề Quốc dường như đã phát giác, đã sớm chuẩn bị trước rồi a. À. Họ quản khống cửa thành cực nghiêm, nội ứng rất khó tìm được cơ hội hạ thủ. Cố Viễn Đạt nói, chiếu theo ngươi nói, ta có cần chờ một chút hay không, chờ nội ứng tìm được rồi cơ hội rồi lại tấn công. Nhân viên hắc thủy đài liên tục xua tay, không thể, nhân mã bên trong thành bắt đầu bất động, nội ứng càng khó có thể tìm được cơ hội. Ba đại phái tề quốc sẽ tử thủ bất động, chỉ có khiến cho nhân hàng ngũ bên trong thành tác động bốn phía, nội ứng mới có cơ hội ra tay. Do đó rất cần đại quân của đại tướng quân hợp mới được. Cố viễn đạt trầm giọng nói, mù quáng hợp tấn công cũng vô dụng, chờ cho bọn họ có thể thực hành kế hoạch mới được. Hắc thủy đài nhân viên nói, Đại tướng quân yên tâm, đã đang chế định kế hoạch có thể thực hiện được. Sự nhắc nhở của Hồ Diên vô hận rốt cục đã có tác dụng. Sự cảnh giác cao độ của ba đại phái tề quốc đã khiến cho kế hoạch của quân nội ứng bị thất bại, chậm chế khó có thể làm được việc. Kinh thành, trong Hoàng Cung, Hồ Diên uy cơ hồ cả ngày lẫn đêm không cửa giáp, được ra tướng nghiệp trợ nghiêm mật quản khống cấm vệ quân, bảo vệ an toàn cho Hoàng Cung đại nội. Vừa nổi lên động tính công thành, Hồ Diên uy lập tức leo lên tường thành Hoàng Cung, nhìn theo hướng bị tấn công ở phía xa xa, hai mắt đầy tiêm máu. Cả nhà hô diên ra đều bị tiếp tiến vào hoàng cung. Ý của hoàng hậu lo sợ bên ngoài không an toàn, nhưng thật ra là ý của hạo hồng thái tử, lo sợ hô diên ra chạy trốn. Trong một tòa thiên điện, trong gian tiểu viện, bộ tầm vừa dùng cơm xong, vất tay tỏ ý cho một vị tiểu thái giám mang thức ăn đi. Đột nhiên, hắn nhận ra có điều gì bất ổn, sao lại quá an tĩnh a à, bên ngoài dường như không có cả tiếng bước chân. Ngay lập tức hắn bước nhanh ra cửa, ngắm nhìn bốn phía. Đình viện u tĩnh, đích xác không có tiếng bước chân. Nói chính xác là ngay cả bóng người cũng không có. Chuyện gì xảy ra, bộ tầm cả kinh, lập tức đi tới chủ điện nơi Hạo Vân Đồ đang ở. Nhưng hắn chưa đi được bao xa, chợt thân hình lảo đảo một cái, một tay vịn vào cây cột dưới mái hiên, một tay ôm lấy bụng, hít thở dồn dập. Chương 2063, ông bạn giả hai. Hắn giơ cánh tay đang ôm bụng lên, lau miệng lau mũi, bàn tay nhuộm đỏ sấm, miệng mũi có máu tươi đang chảy nhỏ giọt xuống. Mực đâu, không có mực rồi, người đâu, bộ tầm. Hạo Vân đồ tóc tai bù xù dáng như phong ma, đang đặt bút vẽ sâu khắp mọi nơi trên tường trong điện. Những tờ giấy nằm ngổn ngang trên đất cũng đầy chữ viết, đang nói như mắng chửi vậy, đột nhiên phát hiện không có mực, liền la to lên. Cạch, cửa đẩy ra, Hạo Vân đồ cũng không thèm nhìn tới, cứ nhìn chằm chằm vào chữ viết trên tường, quát mắng. Đưa mực lên, không có tiếng trả lời. Hạo Vân Đồ bỗng nhiên quay đầu lại, tức giận nhìn. Ánh mắt nổi giận kinh ngạc sợ run, phát hiện nơi cửa ngưỡng cửa có một người đang bỏ vào. Bộ tầm miệng mũi chảy đầy máu, đang cố gắng bỏ vào bên trong. Lạch cạch, chiếc bút trong tay Hạo Vân Đồ rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn bộ tầm đang bỏ tới. Gian nan bỏ tới, cuối cùng bộ tầm cũng bỏ đến dưới chân của hắn, nắm được ống quần của hắn, miệng đầy huyết, nói. Bệ, hạ, Hạo Vân Đồ chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay của bộ tầm hắn không cần đoán cũng biết là người nào làm khuôn mặt đau buồn phẫn nộ nghịch tử a người đâu người đâu mau tới cứu người mau tới cứu tổng quản của trẫm gào lên vô cùng đau xót vô dụng sắc mặt của bộ tầm đã xuất hiện vết bầm đen kéo hắn một cái tỏ ý hắn không cần uổng phí công phu rồi nói trong hơi tàn bệ hạ giao thần khí cho ngọc vương đi hạo vân đồ quỳ xuống gắng sức đặt hắn nằm thật thoải mái để cho hắn thư thản được chút ít giơ tay lên dỗ dành lên ngực của hắn ông bạn già là chấm khư khư cố chấp hại ngươi nhưng không thể giao a à, vì sao lúc này bọn họ vội vã muốn trấn quốc thần khí dây là vạn nhất không thủ được thì tính toán rút lui cho ổn đây đường đường kinh thành tề quốc hội tụ lực của một nước mười vạn đại quân chú đóng thành trì chắc chắn đủ sức chống đỡ trăm vạn đại quân tiến công mạnh mẽ đường đường thủ đô tề quốc sao có thể dễ dàng bỏ đi nghịch tử không lấy được trấn quốc thần khí thì không dám tùy tiện khí thủ nếu không chấn quốc thần khí sẽ rơi vào tay của kẻ thù ngoại xâm. Bọn họ nhất định phải tiếp tục kiên thủ cho chấm, chấm tin tưởng vào thượng tướng quân của chấm, nhất định sẽ không bỏ tề quốc không để ý tới, nhất định sẽ có viện quân đến. Bộ tầm lắc đầu, bệ hạ, lão nô chết không có gì đáng tiếc, giết lão nô chỉ như giết gà dọa khỉ. Nếu bệ hạ không giao ra, sẽ có người hạ độc thủ đối với những hoàng tử khác. Hắn ngưu phản thượng vị, danh không tránh ngôn không thuận, các hoàng tử có lý do phản hắn không lấy được chấn quốc thần khí, xác định địa vị của mình trong các hoàng tử, các hoàng tử nguy rồi. Nếu muốn dùng sức mạnh lấy đi kho báu vật, không phải không mở được, tối đa là tiêu hao thêm chút thời gian, ngăn lại. Không ngăn nổi, không cần lại để cho con cái của bệ hạ làm vô vị. Vô vị, cổ cứng lại, cố sức chừng chừng mắt, lời cuối cùng còn nói chưa xong, thân người ưỡn lên, lại chợt mềm nhũn, cái đầu vô lực nghẹo sang một bên. Hạo vân đồ hít thở dồn dập mắt đỏ, nước mắt tuôn rơi, Đưa tay áo lên lau nước mắt, hai tay ôm lấy đôi mắt của Bộ Tầm. Hai mắt của Bộ Tầm từ từ khép lại, nghỉ non. Ông bạn già, người tạm đi trước đi. Sau đó đứng lên, không nhanh không chậm đi tới cửa, đứng trước cửa lớn tiếng nói. Người đâu, trong ngự thư phòng, một tên thái giám chạy vào, tiến tới bên cạnh Hạo Hồng, thấp giọng nói. Thái tử điện hạ, bệ hạ nói hắn nguyện ý giao trấn quốc thần khí ra, chẳng qua là. Hạo Hồng nghe xong trước mặt đang vui, như Bộ Tầm nói không lấy được Chấn Quốc thần khí trong lòng hắn khó an. Một khi Chấn Quốc thần khí rơi vào tay địch, hắn không có Chấn Quốc thần khí có còn xem là hoàng đế tề quốc. Đối mặt trước phản quân công thành, hắn không có chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất là không được. Một khi thoát đi, Chấn Quốc thần khí nhất định phải ở trong tay của hắn. Nhưng khi nghe được hai tiếng chẳng qua, sắc mặt của hắn lại hơi trầm xuống. Chẳng qua là cái gì? Thái giám đáp, bệ hạ nói, muốn Chấn Quốc thần khí cũng không cần lén lén lút lút bảo thái tử đích thân đi gặp hắn, đi hiên ngang, đường đường chính chính đòi hỏi. Nghe thấy lời ấy, Hạo Hồng có chút kiêng kỵ, Hạo Vân đồ đồ xây dựng uy tín ảnh hưởng gây nên, cộng thêm cử chỉ mưu phản có tật giật mình, sau đó giam lỏng Hạo Vân đồ, nên một mực không dám đi gặp, đến nay đều tránh né không gặp qua mặt. Nhưng lần này tình huống không tầm thường, hắn cân nhắc dự một chốc rồi phất tay nói. Đi, đi gặp, mang theo mấy người nữa. Vâng, thái giám lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi sắp xếp. Nơi giam lỏng, cuối cùng phụ tử hai người gặp mặt nhau. Liếc nhìn thi thể của bộ tầm nằm dưới chân phụ thân, Hạo Hồng chắp tay khom người nói. Phụ Hoàng, Hạo Vân đồ đồ lạnh lùng quét mắt vào đám người ở phía sau hắn, lạnh nhạt cất tiếng. Thân thể chấm già nua, đã mất đi sự huyết dũng trẻ trung cường tráng. Tới gặp chấm cần dẫn theo nhiều người như vậy, xem người nhát gan đến bao nhiêu a. À. Nhiều người đều nghe được, Hạo Hồng bị nói có chút giận thẹn, buông hai tay xuống, ưỡn ngực. Phụ Hoàng, bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa sao đột nhiên hạo vân đồ đồ gầm lên ngươi sợ cái gì ngươi mưu phản xoán vị thành công đó là bản lãnh của ngươi có gì phải sợ chỉ chút đảm phách này đưa trấn quốc thần khí cho ngươi ngươi giữ được sao hạo hồng hít sâu một hơi con không có gì phải sợ là phụ hoàng nghĩ nhiều rồi tốt muốn trấn quốc thần khí đúng không hạo vân đồ giơ tay lên chỉ hướng dưới chân hắn quỳ xuống dập đầu ba cái chấm liền đưa trấn quốc thần khí cho ngươi Hạo Hồng nhìn hắn chầm chầm, không biết hắn có ý gì. Hạo Vân đồ đồ hỏi, thế nào, quỳ xuống dập đầu mấy cái cho lão tử chấm đây cũng không được sao. Quỳ xuống, dập đầu ba cái, quân vô hí ngôn, nói cho ngươi là cho ngươi. Nét mặt của Hạo Hồng căng thẳng, cuối cùng vẫn thấp người quỳ xuống, cúi người dập đầu, dập đầu đúng ba cái. Đợi đến lúc hắn dập đầu, Hạo Vân đồ đi ra một bên, nhường chỗ cho Hạo Hồng dập đầu quỳ lại thi thể bộ tầm. Đám người đi theo chứng kiến tình cảnh này, thần tình phức tạp, riêng thái dám đỏ cả vành mắt. Quân tần vẫn còn cướp bóc lương thực, ít nhất trước mắt trạng thái hành quân chủ yếu vẫn là cướp bóc lấy lương thực. Tạm thời đồn chú nghỉ dưỡng sức bên ngoài đại doanh, một con phi cầm tỏa kỵ đáp xuống. Một người vội vã chạy vào trong chướng chủ soái, bẩm báo cho La Chiếu. Đại soái, viên cương đến rồi, nói muốn gặp ngài. Viên cương, La Chiếu ngây ngẩn cả người, mọi người trong chướng đưa mắt nhìn nhau mọi người đều biết mối quan hệ giữa viên cương và vợ trước của la chiếu. nghe nói phùng quan nhi đã ở với viên cương tại yêu ma lĩnh rồi. các chủ tân nhiệm hiểu nguyệt các lựa uyên cao mày lẩm bẩm. hắn chạy tới làm gì? hầu như đám người của hiểu nguyệt các đều khắc sâu ấn tượng đối với viên cương. phục hắn luôn rồi, cũng sợ hắn. đó là người dám động thủ với đồ đệ lã vô song ở trước mắt lã vô song, ngang tàng đến không thể tưởng. nghe nói còn giết đồ đệ kia của lã vô song, người như thế còn có thể sống sót? chỉ có thể nói là quá thần kỳ có thể còn sống sót còn có thể trở thành thánh tử ma giáo cho thấy một số lời đồn có thể là sự thật sau lưng viên cương có thể có thiên ma thánh tôn ô thường đỡ lưng nói thật một đám người ở đây không muốn chiêu chọc tới dạng người lỗ mãng như thế la chiếu hỏi đến bao nhiêu người người đến đáp một mình hắn người đã tới không gặp cũng không được hơn nữa cũng muốn biết vị này đột nhiên chạy tới đây làm gì một lúc sau viên cương đeo đại đao ở sau lưng bị người dẫn tới, tiến vào trong trướng không nói hai lời, chỉ quét mắt qua mọi người một cái, trực tiếp đi tới trước mặt La Chiếu, hỏi. Nghe nói phản quân Tề Quốc đang tấn công kinh thành Tề Quốc. La Chiếu gật đầu, ừ một tiếng, viên cương tiếp lời, phản quân có thể thành công không? mươi 2064, hầu tử không tỉnh tâm. La Chiếu hơi trầm ngâm, theo lý thuyết là không dễ dàng đánh hạ, tuy nhiên thế cục có chút phức tạp, kết quả khó mà nói trước. Viên Cương nói, nghe nói ngươi đã phái viện quân lên đường gấp rút đi tiếp viện đúng la chiếu gật gật đầu hơi nghi hoặc một chút viên cương hỏi ngay viện quân có thể chạy tới kịp thời sao la chiếu đáp theo lý thuyết là có thể chạy tới kịp thời nhưng vẫn là câu nói kia tình huống phức tạp ta cũng không dám hứa chắc có thể đuổi được trước khi thành bị phá hay không ngươi hỏi điều này là có ý gì viên cương đáp ta muốn xuất lực giải vây cho tề kinh muốn gia nhập vào viện quân ngươi phái đi thế nhưng không quen mấy người kia vì thế tới tìm ngươi hy vọng ngươi có thể viết một thủ dụ cho ta tránh phát sinh hiểu lầm phiền phức nào đó hắn cũng biết dựa vào lực một người là không được mọi người đưa mắt nhìn nhau vị này muốn xuất lực giải vây cho tề kinh các chủ lưu uyên hiểu nguyệt các nghi ngờ nói đây là ý của ma giáo sao viên cương nhìn về một hướng đáp không có liên quan gì tới ma giáo ma giáo cũng không dính vào chuyện này đây là việc tư của cá nhân ta dừng lại một chút ngẫm nghĩ cảm thấy nhất định phải giải thích đôi điều nghe nói người của hồ diên ra vây ở bên trong thành năm đó ta nhận tình của hồ diên ra ta muốn trả ơn này không có quan hệ gì với ma giáo không liên quan tới ma giáo hắn luôn nhấn mạnh câu nói này đích thật không có liên quan gì thậm chí hắn không dám để cho ma giáo biết được nếu không tất nhiên sẽ bị ngăn cản đối mặt trước yêu cầu này mọi người thật sự không biết nên nói sao cho phải không có thủ dụ tất nhiên hắn không tham dự hiểu nguyệt các phái người cùng đi với hắn không gặp, sao lại không gặp được chứ? Trong mật thất mau lư biệt viện, như hữu đạo tay cầm mật thư, cau mày. Vân cơ nhắc nhở, nói là còn mang theo một con phi cầm tòa kỵ của ma giáo, đủ để chứng minh là chính hắn rời đi. Tư dưng lại có thể đi nơi nào chứ? Như hữu đạo bồi hồi trong thất, thật sự không nghĩ ra, chợt dừng bước quay đầu lại nói. Lập tức truyền tin hỏi xem Phùng Quan Nhi có ở nhà hay không. Ngoài ra bảo Triệu Hùng ca để ý một chút, gần đây hầu tử đang chăm chú mặt tình báo nào. Tốt, Vân cơ lập tức xoay người đi. Hai ngày sau, tin tức phản hồi lại. Hồi âm thông báo Phùng Quan Nhi vẫn còn tại ma cung. Phùng Quan Nhi cũng không biết viên cương đi đâu, trước khi đi viên cương không nói cho nàng biết. Vậy thì coi là xong rồi, như hữu đạo tập trung trọng điểm chú ý vào tin tức viên cương quan tâm gần đây mà Triệu Hùng ca cung cấp. Một số tin tức làm mí mắt hắn phải nhảy lên, ầm, um, vỗ trên mặt bàn, sắc mặt như hữu đạo âm trầm xuống. Không xong rồi, hắn đang chăm chú vào chuyện phản quân tề quốc tấn công tề kinh. Triệu Hùng ca sơ sót, ta cũng sơ sót, đã quên dặn dò Triệu Hùng ca, tên hỗn chướng này có thể đi tề kinh. Vân cơ nghi ngờ, hầu tử đi tề kinh làm gì, như hữu đạo thở dài, không thấy tin tức này ta cũng quên mất, có chỗ ngươi không biết, hầu tử năm đó ẩn nấp trong tề kinh, có giao tình cùng hô diên uy không tệ. Năm đó lúc tề quốc đuổi bắt hầu tử, hầu tử vốn khó chạy thoát một kiếp. Sau đó Hồ Diên Huy đuổi kịp hắn, chẳng những không bắt hắn mà còn tha cho hắn một ngựa. Còn thay lão tử Hô Diên vô hận đưa một thanh bảo đao cho hầu tử, chính là tam hống đao. Lao thất phu Hô Diên vô hận kia không biết là mua chuộc lòng người, hay là thật sự ngưỡng mộ hầu tử, không ngờ lại chơi trò lừa một tay dưới ánh trăng truy đuổi người lấy ơn báo oán. Hầu tử con người này trọng tình trọng nghĩa, dĩ nhiên là mắc lưới. Lần này Hô Diên ra có thể sẽ gặp nguy hiểm, người như hầu tử sẽ không ngồi yên không để mắt tới, nhất định là đi tề kinh vân cơ cười khổ sở lắc đầu thì ra còn có nhân quả này hầu từ kia thật khiến cho người ta không bớt lo lắng a à. bỗng nhiên nghiêu hữu đạo xoay người hắn nhất định có năng lực tự vệ và năng lực phản ứng tuy nhiên có một dạng hắn không ứng phó được lã vô song lần trước có thể thành công dùng hắn điều lã vô song đi chứng tỏ lã vô song vẫn đang ngó chừng hắn đụng vào tay của lã vô song hắn chạy không thoát đâu vân cơ cả kinh sắc mặt ngưng trọng nói vậy làm sao bây giờ đồ hỗn chứng này dặn dò hết lần này tới lần khác mà vẫn không nghe chỉ mong còn kịp đừng để bị ta đuổi kịp nếu không lần này ta không dọn dẹp hắn một trận không được a à. đi tìm người đi nghiêu hữu đạo phất tay rời đi bây giờ lại thông báo tiếp cho những người khác lo là sẽ không kịp đích thân hắn dẫn vân cơ đi tề kinh đụng phải loại người dậy mãi không sửa như viên cương hắn rất tức giận hắn vốn an tỏa phía sau màn xem phong vân khởi dũng thế mà vẫn bị viên cương bước cho ra khỏi núi các ngươi chuẩn bị kéo dài tới khi nào. Ngày mai quân địch viện binh tới đây, đến lúc đó chúng ta muốn không rút lui cũng khó. Cố viễn đạt đang ở trong trướng, sốt ruột đến nỗi hai mắt đỏ bừng, la giống với nhân viên hắc thủy đài. Ba đại phái tề quốc vì muốn giữ được thành, có thể nói là làm chuyện tới tuyệt luôn, không ngờ lại mạng lượng nhân viên lớn chất đống đất đá, đóng cửa ngăn chặn ngay cửa thành rồi. Đừng nói là nội ứng mở cửa thành, đoán chừng dùng thiên kiếm phủ chưa chắc có thể mở được. Thêm nữa viện quân tới gần, thử hỏi cố viễn đạt làm sao có thể không vội vàng nhân viên hắc thủy đài vội nói đại tướng quân an tâm chớ vội chúng ta cũng biết tình huống khẩn cấp đã lệnh cho nội ứng trong thành ngày hôm nay phải hợp bằng bất cứ giá nào nếu không chỉ có nói lộ ra nhược điểm bọn họ cùng chúng ta âm thầm cấu kết đến lúc đó tề quốc cũng không tha được bọn họ vì thế thành phá rồi tề quân chỉ cần kiên thủ một ngày cuối cùng nữa là được chính vì vậy hắc thủy đài đoán chắc các quan lớn trong triều tề quốc tất nhiên có người đến để cổ vũ quân tâm sĩ khí thừa dịp lương thừa tướng tề quốc vì vậy mà tới tập kết tất cả nhân viên nằm vùng phát động ám sát đối với lương thừa tướng khiến cho nội ứng có lý do rõ ràng trắng trận tập kết hết bộ đội sở thuộc bị giải tán vào tới hộ vệ cũng như vây tiếu kẻ ám sát đương nhiên khi không bị ước thúc nhóm nhân mã này vừa đến cửa thành không hề vây tiếu thích khách mà điên cuồng xông thẳng vào cửa thành làm náo loạn quân phòng thủ trở tay không kịp, nhất thời làm thành đầu hỗn loạn một trận. Thành đầu hỗn loạn, cố viễn đạt ở ngoài thành rút kiếm giống giận. Xong tới, tại thành đầu không có một lượng lớn cung tiến thủ uy hiếp, một lượng lớn tu sĩ trong bản quân dẫn đầu bay lên thành đầu trước, chém giết một trận cùng tu sĩ tề quốc. Phản quân vào tới dưới thành như một bầy kiến, sử dụng các loại khí giới để leo lên, nhân cơ hội bò lên trên. Không ngừng có người bị đánh rơi xuống, không ngừng có người bò lên trên. Cuối cùng bầy kiến bao trùm lên, không ngừng lan tràn vào trong thành. Ngày mai có thể viện quân đến rồi, trong thành trên dưới vốn tưởng rằng giữ được một ngày cuối cùng là không thành vấn đề, trong lúc đang âm thầm thở phào thì đột nhiên phát sinh chuyện bất ngờ. Mọi người đều bối rối, bị náo loạn trở tay không kịp. Phản quân không ngừng lan tràn vào thành, triển khai chém giết cùng hàng ngũ thủ vệ trong thành. Dân chúng kinh hoàng tháo chạy bốn phía, nhân số của phản quân vốn đông, còn nhân số của thủ vệ phải phân giữ bốn bề trong thành trì. Trong lúc nhất thời đội ngũ thủ vệ tại những hướng khác không biết là cần phải khí thủ đến chi viện hay vẫn phải tiếp tục kiên thủ cho phải. Thêm nữa nhân viên nằm vùng của tấn quốc trong thành bắt đầu nhân cơ hội tác loạn, phóng hỏa các loại, hô to phá cửa thành bên này, phá cửa thành bên kia, không ngừng gây ra rối loạn. Còn những nhân viên bị xúi dục bên trong quân phòng thủ cũng bắt đầu xoáy lĩnh cổ hàng ngũ nhỏ tác loạn, nội bộ tề kinh hoàn toàn rối loạn. chương 2065, Hồ Diên Uy cứu chủ 1 mà ba đại phái tề quốc hạ lệnh hành động dùng một lượng lớn thổ thạch phong trận cửa thành đối với rất nhiều người mà nói ngược lại đây trở thành mua dây buộc mình cửa thành không thể mở ra bình thường nhân số gia quyến bách quan rất đông đảo muốn thoát đi bình thường cũng khó khăn leo lên thành rồi từ trên nhảy xuống hay sao nào có nhiều tu sĩ giúp đỡ như vậy một số người đã thoát thân được nhờ sự trợ giúp của tu sĩ càng nhiều hơn là bị vây ở bên trong thành toàn bộ phản quân leo lên thành ưu thế nhân số càng nghiêng về một bên thế cục biết tin thành phá hạo hồng ở trong cung cả kinh thất sắc đứng ngồi không yên nhanh chóng tham vấn ba đại phái những nữ nhân trong cung thì giống như kiến bò trên chảo nóng hết thảy vinh hoa phú quý đều tan thành bọt nước từ giờ khắc này đây đôi ngũ của quân địch kêu gào kêu đánh tới hoàng cung thân khoác chiến giáp hồ diên uy đứng tại cổng chính cung thành mặt mày xanh lét dưới thành có không ít gia quyến các quan dưới sự hộ vệ của gia thần đang khóc suốt mướt chạy tới cửa cung mở ra một đường phía ngoài không chỗ nào có thể trốn được, chỉ có thể trốn trong cung. Hạ lạc thiên tầng, phong bế cửa cung, mắt thấy quân địch càng ngày càng gần, thống lĩnh cấm vệ quân hô diên uy đột nhiên hạ lệnh. Đại thống lĩnh, không thể, một quan lớn thở hồng hộp leo lên thành đầu, người tới chính là tế quốc nội sử một trong chín đại cự đầu dưới thừa tướng, liên tục khoát tay nói. Đại thống lĩnh thủ hạ lưu tình, gia quyến lão phu chưa tiến cung. Hô Diên Uy đưa mắt nhìn, quả quyết hạ lệnh, hạ thiên tầng áp, ai dám, Nội sử đại nhân gầm lên, dừng tay, lại có hơn 10 quan viên leo lên thành đầu, đứng sau lưng nội sử đại nhân trợ uy. Nội sử đại nhân chỉ vào đám người hô diên uy, tức giận nói. Không có thái tử chỉ ý, ai dám. Xê bảo kiếm bên hông hô diên uy đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm liền đâm xuyên qua tim của đối phương. Máu tươi bắn đầy, đối phương cũng run rẩy môi khó phát ra tiếng nào nữa. Rút kiếm, máu tươi phun ra mặt hô diên uy, hắn vừa nắm lấy cổ tay của nội sử đại nhân, vung tay lên, đẩy người xuống thành. Bịch, một tiếng, người ngã dưới thành, còn dám ngăn trở, cùng một kết quả như vậy. Hồ Diên Uy chỉ kiếm dưới thành, quát đến chói tai, hạ lệnh với lòng quyết quyết đoán chưa từng có. Lạc áp, một đám quan viên sợ tới mức lui ra sau, sắc mặt sợ đến trắng bạch ra. Không ai dám lên tiếng nữa, âm âm tiếng một trận, thiên tăng áp rơi xuống. Những người đến chậm liền kêu khóc ở bên ngoài cửa cung đã phong bế, lớn tiếng khóc hô mở cửa. Người khóc dưới thành, quan viên nhào tới tường thành nhìn xuống, trông thấy người nhà của mình thì trong lòng đau đớn đến cắt da cắt thịt. Có người quay đầu lại, chạy tới trước mặt hô Diên Uy, chắp tay cầu khẩn. Đại thống lĩnh, người nhà của ta đến rồi, chỉ tới chế một bước mà thôi. Cầu xin đại thống lĩnh khai ân, cho phép tu sĩ dẫn bọn họ lên đây. Mặt dính huyết, trên tròm dâu quai nón còn đọng một giọt máu, hô Diên Uy đột nhiên quát lớn. Truyền quân lệnh ta, cửa cung đã đóng bất kỳ người nào cũng không được tự tiện xông vào cho dù thân phận người tới là ai người nào xông vào liền giết không tha Ngươi, vẻ mặt của quan viên đó đầy kinh hãi hô diên uy vung tay lên người đâu đưa bọn họ xuống canh chừng hô diên uy người lạm dụng chức quyền người lạm dụng chức quyền một đám người hô to gọi nhỏ bị quân sĩ cưỡng chế đuổi xuống thành đầu giơ tay lên lau máu tươi trên mặt hô diên uy thở ra một hơi dài chưa bao giờ hắn nghĩ tới có một ngày mình sẽ hạ sát thủ với quan lớn triều đình hơn nữa còn tự tay giết một vị quan lớn triều đình không có bất kỳ sai lầm nào ở trước mặt mọi người xoay người nhìn phía ngoài thành không chỉ là gia quyến của quan viên triều đình còn có rất nhiều dân chúng không chỗ trốn cũng học theo chen đến đây nhìn xem xa xa quân địch sắp tới gần hồ diên uy hạ lệnh lần nữa cung tiến thủ bắn tên xua tan người phó tướng ở bên cạnh giật mình nói đại thống lĩnh Bên dưới có thể là thân nhân của quan viên và dân chúng trong thành. Hồ Diên Uy chỉ tới hướng quân địch đang vào tới, nếu không xua tan bọn họ, quân địch vừa đến, không ai có thể chạy thoát được. Chạy bây giờ, có thể bọn họ còn đường sống. Quay đầu lại quát, cung tiến thủ, bắn tên, một loạt cung tiến thủ tiến lên, tiếng dây cung đột nhiên vang lên, một loạt tên bắn xuống. Bên dưới hét thảm một trận, lúc này đám người liền tản ra. Người chúng tên hoặc ngã xuống đất kêu rên, hoặc bị người nhà lôi đi rồi người dưới thành đều chạy trốn mang theo tuyệt vọng hồ diên uy có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của một số người đối với mình hắn chưa bao giờ lĩnh hội được sự tàn khốc của chiến tranh sâu sắc đến như vậy tình hình trước mắt hắn một mình gánh vác một phương tự mình hạ lệnh đối với bản thân thân hắn chiến trường chém giết tàn khốc hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn trải qua cắt đứt dòng suy tư lại quay đầu phân phó với người đối diện người trước đó tiến vào là ta tự tiện phân xử tội mau đi phái người trông coi cho tốt Tạm giam bọn họ vào một chỗ, không được chạy loạn, phòng bị gian tế lẫn vào trong công tác loạn. Ai dám chạy loạn, cho dù là thân phận gì bối cảnh gì. giết không tha, vâng, gia tướng chắp tay lĩnh mệnh, trước khi rời đi nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, phát hiện trong nháy mắt dường như tam thiếu gia đã trưởng thành không ít. Không biết Hồ Diên Huy là không có biện pháp, bị ép đến mức này, không thể không động não suy nghĩ chu toàn một chút. Hồ Diên Huy đưa mắt nhìn về phía xa xa, thanh chỉ cao như vậy cũng bị địch công phá phá cung thành có thể ngăn cản quân địch sao, có thể kiên thủ viện quân đến ngày mai sao. Trong lòng hắn ngập tràn lo âu, nhóm xa bất chỉ đi theo bảo vệ nhóm người vương hạo chân, đang đi về phía hoàng cung đang rối loạn trên đường. Nhóm muốn tiến cung tạm lánh nguy hiểm, trước mắt chỉ có trong hoàng cung là an toàn nhất. Hạo chân và thiệu liễu nhi đã thay đổi hoa phục trên người thành một bộ y phục bình thường. Giờ này khắp nơi trong thành là gian tế tác loạn, còn có người thừa dịp loạn mà cướp bóc, sợ mặc quần áo tốt quá dễ làm người ta chú ý. Vương Phi, tiếng hô của một nữ tử truyền đến, một nhóm quay đầu nhìn lại, thiệu liễu nhi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Quách mạn, nhóm quách mạn tới gần, quách mạn nói. Vương ra, Vương Phi, quân địch phá thành tiến vào. Hoàng cung chưa chắc có thể chống đỡ được, không bằng theo ta đi tiểu viện tạm lánh đi. Quỷ y lão tiên sinh cũng có mặt, xem ra quân địch sẽ không dám làm sằng làm bậy. Tiểu viện cũng an toàn một chút so với Hoàng cung, trong lòng thiệu liễu nhi nóng lên, âm thầm cắn cắn môi. Trong nháy mắt nàng đã hiểu rõ, đây nhất định không phải là quách mạn chủ động, hẳn đây là ý của vô tâm. Hạo chân trần chờ đáp, bên này thuận tiện sao? Thật ra hắn cũng không nguyện tiến cung, rơi vào tay của hạo hồng, lâm vào hoàn cảnh khó khăn không biết hạo hồng sẽ làm tới cái gì. Quách mạn cười nói, vô tâm tiên sinh nói vương phi ngày xưa tặng không ít dược liệu, lần này xem như có chút báo đáp. Vương gia, vương phi, không nên do dự nữa, chậm trễ sẽ không dễ dàng. Hạo chân nhìn đám người xa bất chỉ ở đằng xa, biểu lộ ánh mắt hỏi thăm. Xa bất chỉ lập tức ghé vào tai hắn, thấp giọng nói. Tiến vào cung, chúng ta phải nghe tông môn an bài, rất nhiều chuyện sợ là thân bất do kỳ. Hạo chân đã minh bạch, đã có được chỗ an toàn hơn, lúc này không thích hợp để làm kiêu đấy, vì thế chắp tay nói với quách mạn. Đa tạ, làm phiền, quách mạn mỉm cười, không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên sinh là được rồi. Nhanh lên một chút, đi theo ta. Đưa tay tỏ ý mời, cả nhóm nhanh chóng đi theo nàng ta, nhưng sau khi tới tiểu viện, hỗn loạn đầy các loại gia phó người làm, bên này lại không chịu nhận, cũng không cho Sa Bất Trì và các tu sĩ đi vào, chỉ nhận phu phụ Hạo Chân cùng với mấy hài tử. Chương 2066, hô Diên uy cứu chủ hai. Có hai thiếu niên là do Hạo Chân ở cùng với Vương phi trước sinh ra. Đám người Sa Bất Trì cũng không miễn cưỡng, trước tình huống này, bọn họ cũng muốn trở về tông môn nghe lệnh, nghe theo điều khiển thống nhất cứ thế mà đi. Về phần những hạ nhân khác, hạo chân để cho bọn họ tìm nơi ẩn thân. Phía ngoài hò hét ẩm ý, nơi này có danh tiếng của quỷ y đủ để tự vệ. Huống chi lần này quỷ y làm vì nguyên sắc, đối mặt ai cũng có lực lượng quát lui. Vô tâm sau khi được nhan bảo như cùng đi lộ diệt, phục vụ phụ hạo chân nhanh chóng gọi các hài tử cùng nhau hành lễ. Vô tâm tiên sinh, thiệu liễu nhi nhìn vô tâm với ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì nàng đã hiểu tình nghĩa của nam nhân này đối với nàng nhưng quả thật nàng không cách nào quay đầu lại nữa vô tâm xua tay tỏ ý không cần đa lễ ánh mắt dừng hơi lâu trên người con trai của thiệu liễu nhi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con trai của thiệu liễu nhi sau đó thu thần quay đầu lại phân phó đưa bọn họ tới cạnh viện an trí đi lúc này quách mạn đưa tay mời hạo chân chợt lên tiền nghe nói quỷ y lão tiên sinh cũng có mặt có thể cho ta cùng mọi người đi bái kiến hay không vô tâm lạnh nhạt đáp gia sư không thích bị ngoại nhân quấy dày xin miễn đi được rồi nghe theo tiên sinh vậy hạo chân chắp tay một người đội nón có tấm vải đen lúc này đi tới nói vị này chắc là vương phi a gia sư cho mời gặp mặt hạo chân ngạc nhiên không biết đối phương nói có đúng là quỷ y không nếu đúng như vậy thì quỷ y gặp hiệu liễu nhi để làm gì không ngờ rằng quỷ y chỉ muốn nhìn xem chút cái vị nữ nhân khiến đồ đệ mình mê thần trí hồ đồ này rốt cuộc là dáng dấp ra sao, là hạng người gì. Bệ hạ, xin lỗi, ngài tự tuyển một loại đi. Vài tên thái giám xâm nhập nơi cấm địa giam lỏng của hạo vân đồ. Người dẫn đầu cầm cái khay trên tay, bên trong khay có một giải lụa trắng, còn có một bầu độc tử. Thành vừa phá đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với quân tâm sĩ khí. Có đội ngũ đang kiên thủ kháng địch, có đội đầu hàng rồi, còn có hàng ngũ những người bỏ trốn bằng cách bám dây thừng, trật từ trên tường thành phủ trật xuống. Đối với ba đại phái Tề quốc tới đây, không còn tất yếu cứng rắn tiếp tục đấu nữa, đã chuẩn bị rút lui. Bọn họ sẽ không tiêu hao lực lượng chủ yếu với địch nhân tại cái loại địa phương không có hy vọng này. Ba đại phái cũng không thể dẫn tất cả người đi theo, chỉ có thể dẫn theo một số nhân vật chủ yếu. Tại điểm này, Hạo Hồng và ba đại phái có xung đột ý kiến. Có ý kiến rút lui, có thể đi thì sao? Tự nhiên là đi qua Hồ Diên vô hận bên kia dẫn Hạo Vân Đồ đi theo tới bên Hồ Diên vô hận. Hạo Hồng ngẫm lại mà sợ hãi, Hạo Vân Đồ vẫn là hoàng đế trên danh nghĩa, thái tử như hắn một khi đã mất đi thế lực trong kinh thành, đã mất đi sự ủng hộ của các quan, đến bên cạnh Hồ Diên vô hận ấy, Hồ Diên vô hận tuân theo hắn là thái tử hay là tuân vị hoàng đế Hạo Vân Đồ kia. Kết quả chỉ có một, Hồ Diên vô hận nguyện phụng ai là chủ, trước tình huống này ba đại phái sẽ không có ý kiến khác một khi hô diên vô hận tuân hảo vân đồ kết quả của thái tử là hắn có thể tưởng tượng được vì thế liền xuất hiện một màn trước mắt đưa mắt nhìn hảo vân đồ một hồi chợt liên tục cười lạnh xem ra nghịch tử ấy không thể thủ chuẩn bị muốn chạy trốn rồi thái giám dẫn đầu nói bệ hạ nhanh lên đường đi trì hoãn nữa chúng ta giúp ngài lên đường thì khó coi lắm thái giám hai bên lập tức tiến lên vây quanh hảo vân đồ quả thật là con trai tốt của trẫm hảo vân đồ liên tục gật đầu không nói nhiều cũng biết mình không có lựa chọn nào nữa bị đám người cái dạng này vũ nhục chỉ bằng bản thân mình cứ thoải mái thích thú đưa tay bắt lấy lọ độc tử vào tay đúng lúc đang muốn uống vào đột nhiên một đội nhân viên xâm nhập hồ diên uy dẫn một đội cấm vệ quân vọt vào hồ diên uy sải bước đi vào nhìn thấy vật trong khay vết máu trên mặt chưa khô hẳn gương mặt dữ tợn gầm lên các ngươi muốn làm gì thấy thời khắc mấu chốt còn dễ mình đến rồi hạo vân đồ cầm độc tử trong tay hứng thú nhìn một đám thái giám lập tức hoảng hồn, thái giám cầm đầu vội nói: đại thống lĩnh, chúng ta phụng mệnh làm việc, ngài, ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân a. À. nói hưu nói vượn, Hồ Diên Huy đột nhiên giận dữ, bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền ngã xuống đất. một đám cấm vệ quân mang đao thương liền xuất hiện, trụt sát vài tên thái giám ngay tại chỗ. Hồ Diên Huy cho bảo kiếm vào bao, chắp tay nói với Hạo Vân đồ, mà tướng đến chậm khiến cho bệ hạ sợ hãi rồi. Hạo Vân Đồ không biết là mình bị ảo giác hay không, phát hiện khí thế của con rể của mình không giống với trước nữa rồi. Mặt đầy huyết, vì sao thế, tự thân ra trận giết địch. Hồ Diên Uy cười ha hả một cách sung sướng, bệ hạ coi trọng ta, ta không có bản lãnh đó, phía ngoài đều là một số gia tướng trong nhà chỉ huy thay. Bọn họ đang xoái lĩnh cấm vệ quân chống đỡ quân địch tấn công. Bọn họ đi theo cha ta Nam Trinh Bắc Chiến, trên người tuy có chút tàn tật, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, mạnh hơn ta rất nhiều. Hạo Vân Đồ cười ha hả, ngươi thật ra thì cũng thành thật đàng hoàng một lần, chấm nhớ lần đầu tiên ngươi trở về từ chiến trường, thổi phồng ba hoa trích trẻ đấy, khắc sâu ấn tượng A. Hồ Diên Uy nhất thời lúng túng, bệ hạ, đây là đến lúc nào rồi, mau theo ta ly khai đi. Hạo Vân Đồ nhìn độc tử trong tay, chậm rãi nói. Những đầy tớ chó này mới vừa nói phụng mệnh làm việc, vì sao, người không tin. Hồ Diên Uy gãi gãi dâu quai nón, hai mắt xoay tròn